ngày xưa yêu nhau bên gốc mai phượng tường, kề vai ngắm trăng thân thành sơn. Từ Tân Giang thôn đời chúng ta hẹn thề, suốt đời uyên ương có đôi. Cô quá gì? Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chưa đau lắm. Ai buồn, ai buồn, ai buồn gì ai? Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chưa đau, đau lắm. Đau thiệt, đau thiệt. Quá gì? Đau. Quá gì bị gì vậy? Quá gì? Cô ơi. Hả? Quá gì bị cô chém trúng chảy máu rồi. Đợi một chút. Cô ơi. Hả? Chà! Hết chưa? Hết rồi. Cái gì mà hay quá vậy? Cái gì mà hay quá vậy? Cái gì mà hay quá vậy? Dạ, kính thưa bà con cô bác, đây chính là miếng dán thông minh hiệu con Tinh Tinh, thường cắt đầu đinh bên cạnh nhà mình, nhiệt tình tài trợ cho chương trình này. Kính thưa bà con cô bác, ngày hôm nay anh em chúng em đường xá xa xôi, chèo ghe chống gậy, vừa chạy vừa đi, có khi lê lết đè đầu cưỡi cổ, vượt qua 4.000 cây chuối để đến đây phục vụ cho bà con cô bác. Tiết mục Thanh Sắc Đập Vào Đầu xin được phép bắt đầu. Bây giờ em cầm cây sắt này, em đập vô đầu anh hai phải không? Ai nói? Chứ sao? Anh đập đầu em đó. Ủa chứ cởi áo gì vậy? Khoe body thôi. Trời. Và bây giờ trung bình tăng. Vậy. Kính thưa bà con cô bác, tiết mục này rất là nguy hiểm, chúng ta không nên thực hiện ở nhà với bất cứ hình thức nào. Nếu như muốn thực hiện, ra đường mà thực hiện. U đầu rồi hai ơi. Đợi một chút, đợi một chút. U đầu rồi hai ơi. Ui mà. Hết chưa? Hết rồi. Cái gì mà hay quá vậy? Cái gì mà hay quá vậy? Cái gì mà hay quá vậy? Dạ kính thưa bà con cô bác, đây chính là dầu gió hiệu con chó. Chế công dụng như sau: thông họng, mát mũi, mịn tóc, dài da, phù hợp với mọi lứa tuổi. Để đáp lại tấm chân tình của bà con cô bác, và bây giờ tiết mục thật là hấp dẫn sẽ dành cho bà con cô bác, đó chính là huynh đệ tương tàn. Dạ, huynh đệ tương tàn. Ủa này lạ quá, anh Duy chưa tập mà. Làm đi, bà con cô bác đã ủng hộ mình đó. 2-3 ngày rồi mình không có cái gì ăn hết đó. Em hiểu không? Biết là vậy rồi, nhưng mà chưa có tập nguy hiểm lắm sao mà dám làm. Nguy hiểm cái gì? Nghe lời anh hai nói nè. Cái nghề sơn đông mãi võ, rầy đây mai đó. Bữa thì ngủ chuồng chó, bữa có thì ngủ chuồng trâu, lâu lâu thì ngủ ở đầu cầu. Em có muốn anh em mình sống như vậy hoài không? Dạ không. Không muốn thì làm đi. Hổ non về rừng. Lưa xào xả ớt. Chim cút chiên bơ. Hả? Võ gì mà kỳ quá vậy? Chân gà quái thú. Trời đất ơi.
Bà con ủng hộ anh em tụi em đi. Cảm ơn bà con cô bác. Dạ, cảm ơn bà con cô bác. Dạ, dạ cảm ơn bà con cô bác. Dạ, 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 dạ cảm ơn. Dạ. Út ơi, có tiền rồi nè Út ơi. Đi về đi ăn. Mấy ngày rồi đói quá. Đi, cơm đồ đi về. Đi. Đi. Út, đi Út ơi. Đi nhanh lên, đi, đi. Em bị cái gì vô? Út ơi, em bị cái gì vô? Hả? Út ơi, lỗi tại anh Hai hết đó. Anh Hai ham tiền, liều mạng, bán tính mạng của em của mình. Giờ cho nhiều tiền lắm, cho nhiều tiền lắm. Bà con cho nhiều tiền đó mà anh Hai. Để anh Hai lấy tiền nha. Đi, đi, đi gặp thầy Lan. Đi. Nè, đi, đi, đi gặp thầy Lan. Đi, đi. Em nói đi. Mấy ngày nay anh em mình đói bụng nhiều lắm. Anh Hai để dành tiền mua đồ ăn ăn bó cổ hết tiền sao? Không được, anh Hai phải đưa em đi bệnh viện. Đừng, đi, đi, đừng, đừng, anh Hai đi mà. Đừng, đừng. Tại sao lại đừng? Em bị sốc dầm mà. À! Dầm nửa bự ghê chưa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dầm trong tim. Mày giỡn mặt với tao hả Tập Quỳ? À, à, yeah, yeah, yeah. Cảm ơn bà con bà rất nhiều ạ. Ôi, để bếp đại phu của em ra đây cho đây. Ôi kìa. Cho nên mẹ. Tiểu thư. Tiểu thư cái gì? Trời ơi, tụi mình quen nhau mà không biết hay là sao trời. Chàng á nha, lúc nào cũng vậy à. Sôi lên bàn cân em vẫn nặng hơn con quỷ đó mà. À, tại vì chàng con người... nhớ không? À, sao? Tụi mình á, mặn nồng từ đó giờ quá trời rồi, không nhớ gì hết trơn à. Em lúc dạ. nào cũng tươi mát trước mặt chàng mà. Chàng nên nhớ bây giờ cái gu á, hot girl là thương lắm. Hot dog là em nè. Oh my god. Cái gì my god? Oh, hot dog, hot dog. Ừ, cái... nè, chàng ơi, chàng phải làm sao nha. Em thấy chàng là không có được rồi, chàng đi học tắt không à. Ha, đi học người ta 2, 3, 4, 5, 6 không, chàng học thứ 7, chủ nhật không à. Học cái đó làm sao mà lên nghề được. Mà nha, chàng mới học có 1 năm mà chàng muốn đòi làm đệ nhất đại phu làm sao được. Chàng chỉ là đệ bé thôi. Bây giờ muốn đòi làm gì là quyền của mình chứ. Nhưng mình mà có quyền vậy, chứ. Em sẽ giúp chàng dạch mặt cái người cha đệ nhất. Đúng rồi, phải đè ông xuống mình mới lên mình làm đệ nhất được đúng không? Đúng rồi, mà em có thể đè được. Được không? Em có thể lấy thịt đè người. Hay quá, em nhìn em là biết rồi, em có thể lấy thịt đè người. Đó mà chàng muốn làm thử không? Chàng nằm xuống thử. Bậy, bậy lắm, bậy lắm. Để ta còn dưỡng sức nữa. À, dưỡng sức hả? Dưỡng sức nữa. Nhưng mà chàng nhớ nha, chàng đừng bao giờ quen cái con nhỏ tiểu thư con của ông đệ nhất nha. Nó có gì hơn em chứ? Nó chỉ có đẹp hơn em, nó chỉ có trẻ hơn em, và nó chỉ có giàu hơn em thôi mà. Sao cái gì nó cũng hơn em hết, em hơn nó cái gì? Thịt. Cái điều đó thì anh không thể nào phủ nhận được ở em mà rồi. Em nói cho chàng biết nha, bây giờ thịt á mà phải lai mỡ vô thì ăn mới ngon mà mới an toàn chứ, bây giờ thịt toàn là chất tạo nạc không à. Vậy sao? Cho nên chàng á ăn mỡ đi thoải mái. Em thật là hảo hạng quá đi. Cho em là vậy đó. Bây giờ vậy nè, em nói thiệt cho chàng biết nha, cái con nhỏ tiểu thư á thấy ghét lắm. Nó làm như một cái con quỷ đội lớp người hay sao á. Như vậy sao? Cái mặt nó đẹp vậy chứ trong lòng nó là thú tính dữ lắm. Trời ơi, bữa nay em đang quét nhà nè. Trời ơi, gì mà nó đạp em gì nè, nó đạp gì nè. Nó dám đạp em luôn hả? Bầm hết trơn á. Lúc đó em làm sao mà em nằm xuống đây cho nó đạp vậy? Em lăn à. Em lăn cái nó đạp lại em. Mà nó có nhiều cái xấu lắm chàng ơi. Phải không? Thí dụ như á, lúc nào mà nó thấy người ta bệnh hoạn gì nó chạy lại nó thăm. Xấu lắm, tính xấu lắm. Ủa sao kỳ vậy, cái người ta bệnh hoạn lại thăm là cái tính... Thăm để đem về cho ba nó hút thuốc. Có tiền chứ bộ. À, là nó lại... Chưa kể nha, ba nó còn liên quan đến cái vụ chạy hòm nữa đó. Liên quan chạy hòm là sao nữa? Chị bệnh nó uống thuốc cho chết, đem qua quăng qua lâm hòm. Liên kết, liên kết. Chàng ráng đi, mai mốt chàng mà là đệ nhất một cái, em sẽ lo cái ban nhạc. Em sẽ múa đèn cho chàng. Làm sao? Thí dụ như ai chết rồi em sẽ dịch vụ múa đèn đó. Thôi nè,
dành để dành đi. Dạ. Để dành đi, khi người ta chết rồi hãy múa, chứ mấy người ta còn sống rồi nàng múa cái là người ta chết. Ủa gì hả? Được rồi. Khi mà mình trở thành đệ nhất là mình sẽ làm được tất cả. Đúng rồi. Em nói cho chàng nghe. Chàng phải suy nghĩ lại, đừng có quen cái con nhỏ tiểu thư đó nữa, nó thấy ghét lắm, nó nhìn con quỷ mà. Trời ơi nó. Ngọn gió nào đã thổi chàng tới đây? Gió Lào. Gió Lào thổi nàng tới đây hả? Gió Lào thổi ta tới đây. Tiểu thư, tiểu thư đẹp quá à. Con gái nên nết ghê và thấy trai là xà lạ gì đó. Nó có phải. Dạ. Người ta nói là gái gặp trai là phải dính vô thì mới có em bé được. Tiểu thư rất là phóng khoáng đó, hèn gì có bầu hoài. Chưa có bầu. Chưa nữa hả? Còn cái này chữa trâu sao lâu quá chưa đẻ. Em nói tiểu thư nghe, người ta từng nói lù khù với cái lưu chạy qua lại lấy cái nắp với ba cục gạch mà. Em là vậy đó. Thôi kệ em đi, em xấu quá em nói chuyện. Tiểu thư, tiểu thư ra nó nghe nè. Okay. Hồi nãy giờ em khen tiểu thư trước mặt công tử quá trời luôn á. Có khen hay khen gì vậy? Khen công dung ngôn hạnh nè. Hình nít nè, thùy mỹ nè. Trong kỳ thi hòa, chim sa cá lặn. Có chim sa cá lặn nữa hả? Đúng rồi, nhan sắc chim sa cá lặn. Đẹp quá mà, chim nó phải lặn thôi. À tiểu thư, tiểu thư nè, em nhờ tiểu thư khuấy bột cho em để đổ bánh xèo ăn á. Tiểu thư làm chưa? Khuấy bột hả? Dạ. Bột gì? Bột gạo. Ủa đâu có, sáng giờ người ta chỉ có giao kem trộn cho ta thôi. Đi mà, đi vô chuẩn bị làm cho em đi. Sao tự nhiên kêu ta đi vô làm chi vậy? Vô làm đi mà, tiểu thư vô làm đi. Để ta vô ta phụ, để ta vô. Rồi, ơi đạp xúc quần nè. Chàng yên tâm đi, em sẽ làm cho chàng thấy. Trời ơi, phu nhân đẹp quá. Em ghen tị với sắc đẹp của phu nhân. Phu nhân có phải là vợ của đệ nhất đại phu không ạ? Đúng rồi, xin lỗi ai đây vậy? Dạ, em là... Ngươi là ai? Em là thị nhỏ. Thị nhỏ hả? Dạ. Rồi. Em là bạn gái của đệ bé trường phu. Bạn gái? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà tụi em sống thử lâu rồi. Ủa cái gì nữa? Sống thử nữa hả? Dạ. Trời ơi, cái tướng ngươi như vậy mà nó cũng chịu thử nữa sao? Dạ. Anh thử xong anh nói thôi khỏi thiệt luôn đi. Trời ơi. Dạ. Rồi hôm nay vô đây làm gì? Dạ em đi tìm đại phu đó mà đẹp để quá. Làm cái gì? Dạ để em nhờ tư vấn, em bệnh dữ lắm. Bệnh gì? Dạ bệnh nhiều thứ bệnh lắm. Em là khủng không? Dạ không, em là bị máu trong mỡ. Này không dám đâu, mỡ trong máu à? Dạ không, người ta là mỡ trong máu là người ta vậy gì, mỡ nó ít còn máu nó nhiều. Còn em giờ là mỡ nó 90% rồi cho nên em bị cái này là máu trong mỡ. Là mỡ này máu với thịt, trời ơi gì mà quá trời quá. Em yêu nhiều em bệnh đó. Không biết là phu nhân có yêu đệ nhất trường phu không ha? Sao không yêu? Chồng tôi phải yêu chứ, sao hỏi câu nhưng ngang mà chắc yêu quá nên trên ông không bệnh phải không? Ừ. Trời ơi, cái này là lá cây gì vậy phu nhân? Lá cây này phơi khô. Để làm gì vậy? Xong rồi xào lên. Xong rồi phơi. Phơi nắng. Xin lỗi. Nói lại nha. Cái này phơi khô xong xào lên. Xào lên xong phơi khô lại. Xong khô lại. Cho quỷ nó uống hay không sao? Không có, xong rồi quăng thùng rác. Thì mà rảnh quá vậy bà. Thì rảnh mà, đâu có chuyện gì làm đâu. Hoa nó nở nhiều quá thì mình làm gì cho có chuyện là mình đang sắc thuốc gì đó. Anh đâu mà... có thuốc đâu mà sắc. Phu nhân nói gì cũng dễ thương chứ. Trời ơi, phu nhân nè, phu nhân dưỡng da ở đâu mà đẹp quá vậy? Dùng loại thuốc gì nè? Trời ơi. Nè, nói nghe nè. Bây giờ để ta chỉ cho ngươi cách chế độ ăn kiêng nha. Dạ, cảm ơn. Ăn kiêng đi cho bớt mỡ trong máu. Dạ. Cho chết mà để kiểu này là chết luôn á. Dạ, thế ăn kiêng như thế nào thưa phu nhân? Sáng ngủ dậy ăn 3 chén cơm. Ăn một con gà. Uống 3 lít nước. Rồi đi ngủ. Nghỉ ngơi nha, không được ăn gì hết nha. Yeah. Không được ăn gì hết. Cảm ơn phu nhân nha. Chắc ăn cái kiểu đó chừng 3 ngày thôi không chết có, rồi. Chưa. Chưa nữa. Chưa ngủ dậy. Vậy hả? Ăn một con heo. 10 con cá. Chỉ là một nồi cơm. Ăn xong rồi đi ngủ nha. Không được ăn gì nữa nha. Rồi buổi tối. Mình ăn kiêng mà. À hả? Rồi cái buổi tối. Sao? Mình ăn nữa. Hả? Mình ăn nữa, ăn nhiều lắm. Chứ ăn gì không? Ăn cái gì? Ăn xương. Ra uống nước xương rồi vô đi ngủ. Phu nhân cái chuyện cái dễ thương cái sợ luôn á. Trời ơi. Mà phu nhân là họ lãng, nó lãng nhách hết. Không phải đâu, hình như họ vô tên là Duyên. Đệ nhất trường phu đây rồi.
Trường phu là trong kia, ta là đại phu. À, đại phu đây là chồng ta nha. Dạ. Em học ít, mong đại phu thứ lỗi. Đại phu sao? Có phải là đệ nhất đại phu không ạ? À? Danh xưng đệ nhất đại phu là do mọi người yêu mến mà cho ta, chứ không có tự nhận. Thật sự ra ta cũng không muốn nhận điều này. Chữa được bệnh cho người là, đó là trách nhiệm của ta. Dạ. Nhận nhất nhận nhì để làm gì? Dạ. Ngài hay quá. Ngài nói cứ như là một cái người am tường về văn chương chữ nghĩa, cái gì cũng rành hết trơn ạ. Dạ thưa ngài, ngài ơi, ngài hãy coi giùm cho tôi là... Trời ơi, ngồi nhẹ thôi bà ơi. Trời, bà ngồi muốn sập giường gia đạo ta luôn à. Em xin lỗi nha, em không có ý tứ gì. Dạ. Dạ. Nàng hãy rút vào bên trong. Phải rút vào hả? Để cho ta khám bệnh cho cô đường này. Dạ. Mời đại cô phu, nương. Đại phu ơi, khám giùm em đi. À, xin lỗi, ta phải bắt mạch trước khi chích. À, em tưởng đâu là chích trước khi bắt mạch chứ. Giờ đây ạ, mạch em nằm dưới chân á. Ở đâu cũng có mạch, quan trọng là thầy biết bắt hay không. Dạ. Yeah. Dạ, nó nhảy dữ lắm hay nó im lìm mà đại phu lâu vậy đại phu? Cô nương. Dạ. Xin chúc mừng cô. Cô đã có thai nhi. Sao cô lại buồn? Em có thai hoài, đâu phải lần đầu đâu mà bất ngờ. Nhưng mà được cái không bao giờ biết cha của đứa bé. Hình cô như... nương à. Dạ. Làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải cẩn thận là trên hết. Em biết chứ. Vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, vừa bảo vệ sức khỏe cho người khác. Em đến đây khám bệnh chỉ là cái cớ. Em muốn ngài có trách nhiệm với em. Ngài nhớ bữa ngoài bờ đê không? Ra ngoài không có ngắm gì hết trơn, toàn hành động không à. Đâu phải 3 tháng đâu ngài. Ngài làm thần y sao vậy? 9 tháng 14 ngày rồi của ngài mà ngài từ chối sao? Cô nương, cô ăn nói cho cẩn thận. Cả một đời tôi làm đại phu, chưa bao giờ tôi biết lợi dụng về nhan sắc của ai. Huống chi em hiểu chứ. Nếu như người nào đến với em bởi vì nhan sắc là chắc chắn là không bao giờ yêu em. Người nào đến với em bởi vì hai chữ độc và lạ. Xin lỗi cô nương, vậy thì cô càng lầm hơn rồi. Có lẽ trong đêm tối cô không nhận ra ta là ai, hay là người kia là ai. Không. Cô ăn cho đã, bây giờ cô tới cô đổ dạ cho ta. Ta là người không thích độc lạ. Ngài ơi, ngài nhớ đi, cả cái làng này không có ai có nhiều xương như ngài. Em ta nhớ biết. Người nào đến gần em cũng rờ rờ. Và em biết được xương nhiều chính là ngài thôi. À vậy cô nương cũng am hiểu về y học. Cho ta hỏi, trên thân thể con người có bao nhiêu cái xương sườn cô nương? Chi vậy? Ta hỏi cho biết đó mà. Nói giỡn với ngài thôi, chứ thật ra tôi là người công dung ngôn hạnh. Thật ra ngài không có đụng được tới người tôi đâu. Mà tôi có thai vì có nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên, hôm bữa trước, một cái ngày không trăng không sao, ngài đi tắm ở đầu suối, tôi tắm ở cuối suối. Cuối cùng tôi có thai với ngài. Hiểu rồi đó. Coi chừng cô lộn rồi đó. Ta đây giống dị ít có tắm suối, bởi vì ta không biết bơi. À, ngài hay lắm. Nếu vậy thì chắc chắn là lý do thứ hai. Một ngày kia tôi đang nằm ngủ, tôi nằm mơ tôi thấy mặt của ngài, ngài hiện ra và ngài cười. Kết quả tôi có thai với ngài. Cái đó là do cô. Cô, tôi sao? Vì quá mê ta nên cô nằm mơ đó thôi. Ta không phải thần thánh, không đi vào giấc mộng của ai, nhất là những người mà có tướng phì nhiêu như cô. Nếu vậy thì đây là nguyên nhân thứ cuối cùng thôi. Nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân gì? Ngài đi tới đâu, chân ngài dẫm lên cát, lên đất thì tới đó. Tôi đi tới nơi tôi dẫm y chang cái khuôn của ngài, tôi có thai. Cô nên về trách đôi giày của cô thì hơn. Vậy cô mang giày để làm gì? Để đạp lên cát lên đất. Cô đâu có đi chân không mà đổ thừa ta. Cô nương, ta không biết cô tới đây với mục đích gì. Cô cứ bắt bẻ ta này nọ, ta không biết cô có thai hay là không. Nếu như đại phu mà nói là ta không biết có thai hay không, vậy thì dẹp luôn cái bằng đại phu đi. Chắc là bằng mua đúng không? Chuyện đó là chuyện của ta. Ta đã chữa bệnh cho bao nhiêu người lành rồi, chỉ có những người khó tính như cô. Ta rất là đàng hoàng nè, giờ mà có bụng ta đàng hoàng. Nhìn ra là thấy biết chứ rồi. Chuyện gì đã xảy ra với gia đạo nhà này? Phu nhân. Chuyện gì? Em đâu có thai vậy không? Cái gì?
còn sức nữa đâu mà làm cho ngươi có thai như vậy rồi. Hỏi phu nhân của ta đi, lấy nhau mấy chục năm rồi, có đứa con nào đâu, đừng có đổ thừa ta. Ủa chứ con nhỏ tiểu thư đó là con của ai? À nó vậy con ra. Con nhỏ tiểu thư đó chỉ là nghĩa nữ của ta mà thôi. Ta đưa về đây để dạy thuốc cho nó. Thì ra Lan Y cũng có bệnh hiếm muộn à. Ta không muốn đẻ chứ không phải bệnh hiếm muộn. Bởi vì dòng họ ta có một điều là chỉ truyền nghề thuốc này cho người trong nhà chứ không truyền cho người ngoài. Ta sợ mỗi ngày nó mỗi mai một, bởi vì ta là thần y. Nên ta muốn truyền cho người ngoài. Đó là nghĩa nữ của ta. Sao cô nương còn gì để nói không? Cô nương bước vô đây, tôi cứ tưởng là cô nương vô đây muốn gặp thần y để chữa bệnh. Cuối cùng đâu là để vô đây đấm chọt phá nát cái gia can của gia đình tôi phải không? Cô nương rảnh quá ha. Thật ra tôi đang thử hai người đó chứ. Bởi vì hai người cứ biết rằng hai người đang bị một người con rể hụt đang vô đây để chuẩn bị cướp đoạt cái tài sản. Đó là gì? Đó là cái nghề của ông không? Ta nói quỵt tẹt luôn đó. Mà người đó là ai? Người đó chính là bồ của ta đó. Trời đất ơi, bánh ngon quá đúng không? Ngon quá, hai chúng ta làm bánh ông tay áo rồi. Trời ơi. Dạ, con chào cha, chào mẹ. Nghĩa nữ đó. Chào đại phu. Khởi Nhi. Dạ. Khởi Nhi. Nghe ta hỏi. Dạ. Con có thật lòng yêu người đàn ông đó không? Dạ, con rất thật. Con yêu bằng cả trái tim của mình. Con đã tìm hiểu gia cảnh người ta chưa? Dạ chưa. Chưa tìm hiểu gia cảnh. Tại sao con lại dám làm điều đó trước mặt của ta? Như lời của cô nương này nói, người này chính là bạn trai của cô ấy. Làm sao mà bạn trai của cô gái đó được? Làm sao mà chịu nổi cái cân nặng đó? Cái bụng này, cái thai này là của hắn đó. Cần không? Cần mở ra cho coi không? Cần, mở liền đi. Khoảng chừng vài năm nữa đi, đã đẻ một cái giờ mặt y chang á. Ngoại cỡ hiểu không? Không biết ta là ai sao? Ta là quan quyền. Ta nghe nhiều người ta tới đưa đơn ra nói rằng đại phu ở đây đã chữa bệnh không đúng, kê những toa thuốc tầm bay tầm ba. Có đúng hay không? Dạ, không bao giờ đúng. Cha của con là một người đại phu rất là giỏi, giỏi cực kỳ giỏi, chữa được bách bệnh. Khởi Nhi, chuyện này không phải của con. Bước vào bên trong. Dạ, bẩm đại quan hãy suy xét. Đại phu thì hằng hà. Không cần. Vào bên trong. Ông đây là đại phu à? Đại quan, ta đây đường đường cũng là quan ngự y của triều đình. Ông nói ta như vậy có bằng chứng hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu không có ta đến đây làm gì cho nhọc công ta? Bằng chứng đâu? Đây, bằng chứng thứ nhất chính là cô gái đằng kia. Bệnh gì? Cổ bệnh béo phì. Mà ngươi chữa làm sao không thấy giảm béo mà càng ngày càng tăng béo vậy? Trước tiên ta trả lời câu nói của đại quan. Cô này mới đến đây lần đầu tiên, làm sao ta có thể chữa cho cô ấy trong thời gian vừa qua được? Làm sao ngài có thể nhận ra được? Bởi hồi xưa tôi có chỗ này nè, còn bây giờ tôi như vậy nè. Nếu cô nhiều đó thì cô đến chữa bệnh béo phì để làm có, gì? Tôi hơi bị béo một tí. Sai rồi. Kìa, nạn nhân thứ hai. Ngươi là sao đó? Ngươi sao vậy? Ngươi sao vậy? Bị giật kinh không? Không, cứ để im như vậy đi. Tôi nắm một tay, ông nắm một tay. Coi thử ông bệnh gì. Thả ra, thả cái đầu ra. Đó, vậy đi. Mỏi. Mỏi gì? Mỏi cổ. Nằm xuống luôn đi. Đồ ác độc. Cái gì? Đồ ác độc. Tại sao? Bán thuốc giả. Thuốc giả ở đâu? Ở đây. Tại sao ông biết đây là thuốc giả? Uống vô nói không ra hơi. Ông đọc cho ta những cái vị thuốc ở trong này. Nếu ông nói là thuốc giả, vậy chứ thứ này là thứ gì? Cái này mà phân tích chắc mệt lắm mà nha. Đừng bốc lên bốc xuống làm gì. Đâu có học thuốc đâu mà biết tên gì. Ông không học thuốc thì tại sao ông biết ở đây là thuốc giả? Chị ông hết. Uống không hết bệnh. Ông uống đủ liều lượng chưa? Uống đủ.
ta cắt cho ông bao nhiêu thang, mỗi thang sắc bao nhiêu nước, mười thang sắc năm còn một, uống xong hết sức luôn. Đại quan, đại phu, thuốc của tôi từ trước tới giờ chữ chỉ cần uống 3 thang thôi, mỗi thang sắc 3 chén còn 10 phần, sắc thuốc không đúng cũng là thuốc độc đó. Thưa quan huyện, thật ra nãy giờ chúng ta vạch mặt sai người rồi. Cái người mà đáng tội đó chính là đệ bếp. Là chính là ta. Ác độc, ác độc. Sao người ta phải như vậy? Chuyện này là muốn sao? Muốn học có một năm để trở thành đệ nhất, cho nên hắn đã gài tôi hãm hại đệ nhất đại phu đó thưa ngài. À, thì ra câu chuyện này từ đầu chí cuối là ngươi. Và tôi vì giúp hắn mà phải bán mình cho hắn đó. Cái gì? Đại phu ơi. Hay. Thiệt sự, ta không ngờ ngươi ăn tạp như vậy. Không phải đâu cha, không phải đâu người. Người thương của con biết. Đại quan à, hãy nghe tôi nói. Thật ra tôi và Khởi cô nương đã yêu nhau từ lâu, và tôi biết được mưu đồ xấu xa của cô gái này, nên tôi đã tìm cách trà trộn để vào làm thân với cô gái, và biết được mọi mưu đồ. Ngày hôm nay xin vạch tội quái ấy. Mày đã sai rồi, mày đã sai rồi. Mày không biết tao là ai à? Tao chính là con gái của quan huyện đó. Cãi sao đi. Kim bằng chứng. Bằng chứng thì ngươi đem tới, ai tin? Trong nhà này ai có cái bịch y chang vậy là bị thảm tội. Kim nào? Kim đi heo. Thì kim lại lên. Nếu không có bằng chứng, chúng ta không thể buộc tội được. Không, đúng rồi. Khi mà nói á, đây là cha con, ta mới biết đúng hai người như hai con heo vậy đó. Gói thuốc này. Có kìa. Gói thuốc này. Ở đâu? Có phải là gói thuốc của tiệm ông không? Có đề tên đó. Không phải cha ơi. Đại quan, thuốc này không phải thuốc của ta. Đúng rồi, bao bì. Nhưng mà hôm bữa là ông này đưa mà. Ông này đưa nè. Đây là thuốc của ta. Sử. Ngươi hãy nhìn xem. Chữ. Thuốc của ta có cái chữ giá rẻ này không? Cái gì? Có chữ giá rẻ này. Không bao giờ có chữ giá rẻ này. Ông này đưa. Nó đưa thì bắt nó đi. Bắt nó đi. Thôi đừng nói gì nữa. Có gì bắt ta đâu hả? Đại quan ơi, là kẻo đại quan mới xin xét cho chính chắn. Bà không có biết đại quan. Đại quan gì vậy? Như vậy là quan. Như vậy là quan. Không có quan. Ta là quan. Mày. Đại quan. La 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 la. Phụng thiên thờ dẫn, hoàng đế chiếu rằng như vậy nè. Công chúa bỗng nhiên trở bệnh, không cười, không nóc. À không khóc, không cười. Nay truyền tất cả các thần y tài giỏi tới, ai chữa trị được cho công chúa hết bệnh sẽ được trọng thưởng. La 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 la. Hoàng thượng ơi, mai mốt tuyển người vô đọc loa đó, tuyển cái đứa nó nói cho rõ ràng nha, nó ngọng lên ngọng xuống, dấp lên dấp xuống. Bởi vậy hả, cái triều đình này hay một sập xệ đó nè. Coi nè, con của mình đó hoàng thượng, tại sao đẻ ra nó đẹp như vậy, nó xinh như vậy, mà tại sao nó không cười không khóc, mà nó chỉ nói vài câu thôi. Thiếp thiệt là buồn quá đi hả? Hoàng thượng à, có cần nhờ thần y chữa bệnh cho hoàng hậu luôn không? Chữa luôn bà đi. Chữa luôn hả? La 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 la, cho truyền tất cả thần y tài giỏi chữa bệnh cho công chúa. Sẵn khuyến mãi chữa bệnh cho hoàng hậu bị cái gì kìa. Thần y. Ô, thần y kéo tới kìa hoàng thượng à. Cho cái thần y vậy. Cho truyền thần y. Chúng thần làm kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Các khanh hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. À, các ngươi cho ta hỏi, tại sao trong ba thần y này đi vô có một thần y không vô bình thường mà chỉ lăn giống như là cái củ khoai vậy? Dạ thưa, thần dùng hết sức lực để trị bệnh cho mọi người, cho nên không còn sức để đi nữa, cho nên phải lăn vô. Chứ không phải là mỡ nhiều quá nên đi không nổi phải lăn không? Hoàng hậu, chuyện đó là chuyện của người ta, các thần y. Dạ. Này con gái ta mang bệnh trầm kha, bao nhiêu người vẫn không chữa trị được. Này ta triệu các khanh vào cung,
Nếu các khanh có tài can, các khanh hãy làm cho công chúa cười nói vui vẻ, các khanh sẽ được trọng thưởng. Dạ, muôn tàu trọng thưởng thần không cần đâu ạ. Thần chỉ thấy là với nét đẹp của công chúa đang bị bệnh là không khóc không cười, có nghĩa là vô cảm. Mà vô cảm phát xuất từ đâu? Là do hai vợ chồng không được vô duyên. Mình sắp nói thần chỉ là hỏi vô duyên. Không phải, mình chỉ bệnh mà, mình chỉ bệnh mà. Cứ để cho thần y nói đi. Dạ. Nếu người nói được như vậy, người phải làm cho công chúa khóc cười. Công chúa chưa cười, ông cười trước rồi đó. Tôi cười trước thì lấy đà thôi, hiểu cười không? Ngồi, cười dạ, xin đó. Mời công chúa bước ra đây ạ. Không bước hả? Có bao giờ vô nhà trẻ mà gặp mẹ mìn chưa? Ông chỉ có quyền làm công chúa cười khóc với điều kiện không được đụng vào công chúa. Nếu tao không đụng, tao thề luôn, không đụng nè, tao coi nè. Đụng không? Đụng không? Không được là giường của công chúa. Thần y. Hả? Cái giường này nhìn vậy chứ yếu lắm thần y à. Thần y mà giọng ba lần của nó là cái giường nó sụp luôn đó nghe thần y. Yên tâm, tôi ngồi là thấy thương. Trời, chết đi. Hoàng thượng ơi, thần y này khá của thần hoàng thượng. Cứ để cho thần y làm đi. Công chúa à, nếu không làm được, dạ sao? Ta ui, sẽ thưởng bằng cách chém đầu đó. Vua cha ơi, vua cha đừng chém đầu, đem đi thiêng là được rồi. Đem đi thiêng. Bà công chúa này ác hơn gì ghẻ nữa. Được, dạ. Theo lời của con gái cưng ta, nếu người nào không chữa bệnh được cho công chúa, từ quan ngự y, ta cho làm hoàng thái giám. Cái đó ta chịu đó, ta chịu đó. Trời ơi, tướng ông này mà thái giám chắc vui muốn chết luôn á. Không sao, ngày không nào ông cũng múa lụa, ta nó sập nhà luôn á. Hoàng hậu không có gì phải lo lắng. Từ vì trước khi làm thần y, ông ta đã là thái giám lâu rồi. Ông sao rành như vậy? Sao không biết, ngày xưa hai đứa mình tự cung mà. Dạ, ý bạn ấy là tụi con có đi chuyển giới rồi. Dạ. Nhưng mà vì chuyển giới không được cho nên đành phải làm thần y để tự chữa cho mình. Dạ. Mỗi ngày bơm một ống. Vậy ông mà ông gì vậy? Vòng 1 tới nay chưa dậy mà dậy vòng 2 không à. Tụi con gọi là động vật bây giờ là quý hiếm lắm mà. Bây giờ mình tập trung vô chuyên môn chữa bệnh cho cháu nhỏ đi nha. Dạ. Nè con không cười à? Không. Không khóc à? Không. Con vô cảm đến mức độ đó à? Yes. Con có biết như vậy người ta nói là vô duyên không? Không, vô cảm là vô cảm, vô duyên là thần y. Ồ, hay quá, hay quá. Con giỏi lắm. Bây giờ làm sao? Có chịu cười không? Không. Cười không? Không. Chọt lét à? Vua cha. Chứ đụng mà. Bỏ con chuột vô chỗ gì nó. Dạ. Là ơi vậy. Nửa đêm ông rồi đó mà con nhỏ cũng chưa à? Cười nữa. Thôi chắc thần y này chắc chuẩn bị cho đi làm thái giám là được rồi đó. Thôi khỏi đi, bỏ đi. Nhỏ là lì quá. Bất tài thường hay thi trước à. Cho ngươi hay, trước khi ta làm thần y, ta cũng không phải là thần y mà ta từng là sát thủ. Hả? Ông đã từng giết ai rồi? Giết rất nhiều người, nhưng mà ta giết ai thì người đó lại hết bệnh. Hả? Giống như người đầu tiên chết rồi còn đâu mà người ta sai ta giết ông ta cho 100 lượng vàng. Ta trở cái dao ta đâm vô bụng ông ta một bóp cắt luôn cái ruột dư. Vậy là khỏi cần phải đi bác sĩ. Qua người thứ hai, người ta nói rằng nếu người ta chữa hết bệnh nấc cốt, ta sẽ được cưới cô ta. Rồi sao? Được cưới không? Cưới giờ này cưới gì nữa. Nhưng bây giờ đây là người bệnh thứ ba, ta sẽ dùng mọi cách ta có được để trị cho nàng. Ý vua cha cái này bị thần kinh chứ không phải thần y. Trước khi làm thần y ta cũng bị thần kinh nữa. Nếu mà nàng ngày nào cũng làm khán giả coi hài, chắc ta giải nghệ sớm quá. Bình thường ta diễn người ta khó cười rồi, mà nếu có nàng nữa thì ngày hôm sau ta sẽ chuyển sang bán giày dép. Tại vì ăn gạch không mà, hiểu không? Vậy thì ông làm cách nào cho công chúa khóc được không? Làm không cười hả? Khó quá thì làm quá đơn giản. Làm cười thì khó chứ làm khóc thì khó lắm. Các ngươi không làm được thì đừng nói. Hãy để cho người làm được người ta làm. Hiểu chưa? Làm đi má. Làm là không được luôn hả? Lao quá. Đổ keo trong thầm. Ba thần y vô mà hai thần y là rụng rồi hoàng thượng à. Bây giờ không biết làm sao đây.
Thằng Y này đi đường xa tới đây dép há mỏ rồi. Này là hả, phải tranh đấu với khoảng 8.000 vạn cái thần Y khác để được đến đây. Thần Y này hay đó, mặc đồ như hướng tiên nha. Hứa tiên á hả? Hứa tiên á. Như vậy là đây là thanh xà. Thanh xà. Còn con bạch xà nó đổi màu da rồi. Hoàng xà, hoàng xà. Bên kia là bi xà, bi xà. Bên kia là bi da, bi da. Bên đây là 11 tặng 1. Dạ con là hot dog ông nội. Ông là hot dog cái gì? Ông là nguyên cục mỡ chứ hot dog cái gì? Nè. Sao thằng Y? Dạ. À, nãy giờ trong ba thằng Y tới đây á thì hai thằng Y này là ta không có chấm đâu. Dạ. Nhà ngươi ta thấy cũng đẹp trai. Chết cha mới cho đẹp. Cao to lực lưỡng. Nếu mà ngươi chữa bệnh cho con gái ta khỏi thì không chừng ta gả cưới luôn đó. Hả? Thần Y này từ lúc bước vô có nhiều động thái rất kỳ lạ. Tại sao một chân của thần Y đi cầu que vậy? Dạ. Tại chị bệnh không được cái người ta đánh. Đúng rồi. À, cầm thứ ơi. Ơi. Cầm thứ bị cái gì vậy? Mới đầu vô vui cha giới thiệu rồi mà. Tại nghe không rõ cầm thứ bị gì vậy? Cầm thứ bị không khóc, không cười, chỉ nói được thôi. Tại sao vậy? Tại vì thích. Tại sao thích vậy? Đẻ ra nó có sở thích vậy. Hay quá. Ôi kìa, ông nhân đã đến rồi. Ông hùng kìa hẻ. Quá là quá. Không nhớ ta sao? Có phải là Quá Nhi không? Đúng vậy. Ta đây, cô nàng có phải là Vĩnh Long? Cô Long. Cô Long. Trời ơi, độc tử tâm kinh. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tại sao nàng lại bỏ tôi đi? Quang tập trung chuyên môn đi. Đang chữa bệnh đây. Được hết rồi, có thai ngoài ý muốn rồi. Quá Nhi, tại sao ông là nói vậy hả? Chàng nói vậy là sai, chàng bỏ tôi đi mới đúng. Kể từ ngay đó đôi ta chẳng thấy nhau. Em sống không vui, anh mừng thấy bà. Chưa cười nữa hả? Trời ơi, không có một cái gì gọi là mắc cười. Hát lại bài ca sĩ Khởi Mi mà dở quá trời dở. Cười đi. Không. Cười đi. Cười đi. Chị bên đây hết rồi. Chị sao đây con hết rồi. Không cười? Vậy có gã hoàng cười, hậu cười đi má đó. Không mấy gã hoàng hậu luôn. Kêu má con cười mà. Đúng rồi. Cười má, cười má, má cười. Trời ơi, chúng ta đã cố gắng rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Mà con cuối vẫn không cười. Vẫn không cười. Thôi chúng ta về trả đồ đi. Đúng em. Chết mày chưa? Ta hỏi các ông. Dạ. Chuyên môn của ông trong nghề y là gì? Làm cho người ta cười. Chỉ có làm cho người ta cười thôi chứ gì? Dạ. Có nụ cười tỏa sáng. Dạ. Tức là ông mổ hàm ếch đó hả? Dạ. Được. Còn ông? Dạ. Chuyên môn của ông trong ngành y là gì? Dạ, làm cho người ta vừa cười vừa khóc. Tại sao hồi nãy giờ ông làm không được? Dạ, tại vì nhỏ này đã bị đứt dây rồi. Còn ông? Chuyên môn của ông là gì? Làm cho người ta khóc. À, hồi nãy giờ tôi muốn rớt nước mắt vì ông rồi đó. Còn ông? Dạ. Thần cũng giống như là người áo trắng kia bị đánh đời. Điều kiện thần cũng là làm cho người ta cười. Còn ông? Dạ, kiếp trước làm Chí Tài Brother, kiếp đây đầu thai lên làm hề mà nãy giờ hát không có ai cười hết. Không có gì. Bị đáp, bị kịch. Ngoài cái bệnh đó, các ông còn chữa được bệnh nào nữa không? Dạ có. Tất cả những bệnh gì thế gian không chữa được, ngoại trừ bệnh của con nữ, à không, của nữ công chúa đó, thần đều chữa được. Chẳng hạn như dư mô mỡ, thần có thể hiến mô. Từ trên xuống dưới chỗ nào dư ra, thần có thể lấy hiến tạng cho những người khác. Hiến mỡ cho người khác hả? Không, hiến tạng luôn. Ngoài mỡ đó thì còn có những cái nó lòi ra, chẳng hạn như là hai cái đầu gối. Cho nên là bấm bệ hạ, xin bệ hạ đài thần đi xa, thần sẽ chữa bệnh cho những người ở xa hết bệnh. Tới lúc mấy người ở xa hết bệnh, người ta sẽ cử một người về chữa bệnh cho công chúa. Giờ đây là bị thua rồi. Vua cha, tự nhiên con thấy có một cái có thể làm cho con cười được. Chuyện gì?
Đó chính là bắt cô Long với Dương Quá soạt hắn là con cười liền á. Cái gì? Nghiệm màu soạt. Muốn câu hoàng thượng thần làm y bao nhiêu năm nay, danh dự luôn hàng đầu, tại sao bắt thần làm cái chuyện này được? Thà chết không làm. Trời ơi. Rồi xong rồi, hai đứa trẻ. Đúng luôn. Đúng rồi. Cái chân đã ngắn rồi, đi đã khó khăn rồi, bây giờ bể luôn cái cặp đầu gối rồi, sao sống đây? Hoàng hậu. Dạ. Hãy giết thần đi. Bà cũng nhờ cái đầu chứ nếu không cái chân bà cũng ngắn như vậy đó. Thần xin chết. Hãy giết thần đi. Cái gì? Phải cần xin. Thần xin chết. Ông điên hả? Công chúa nào mà vậy? Giết thần đi. Được rồi. Giết tao đi. Để con ra con giết nha. Công chúa. Chết mà chưa bị vụ rồi. Công chúa đừng có lấy tay đánh, đau tay lắm. Lấy cái đầu quạt này đánh cho đỡ đau tay. Ta thà chết chứ không phục vụ như một công chúa ngỗ nghịch. Giết ta đi. Nhìn cái gì? Giết đi. Hồi áo ta. Giết đi. Buông ra. Giết đi. Vua, vua cha cho con xử cái tên này một cái nha. Giết đi. Gần chết mà còn dòm được miếng ha. Giết đi. Thì đứng im đi. Ngồi quỳ sao đứng được. Về nhắm mắt lại đi. Mắt người ta có ngu. Giết đi. Sao cái chết đơn giản vậy? Móc hai cái lỗ mũi là chết tươi liền vậy hả? Gì mà đòi làm lương y à? Chị được cho ai ông nội? Giết đi! Hả? Giết ta đi! Mày không quá đâu! Trời ơi! Con giết mày thiệt! Hãy đưa ta về với quê hương! Hả? Đưa xác ta về với quê hương! Cô Long! Cô Long! Giết cô đi! Cô Long ơi! Quá nhiên chứ không phải con chim điêu đâu! Cô Long leo lên nó chết! Giết đi! Được giết rồi! Ta sẽ đem người đây giết! Hãy đưa xác ta về với quê hương! Trời ơi! Cái gì? Hãy đưa xác ta về với quê hương! Vậy? Trời ơi! Một cách chuồng êm ha, thưa công chúa. Thần chấp nhận là lương y như gì ghẻ, chứ không để là lương y như từ mẫu. Bởi vì thần không để nào sạc hát được. Thần số hoài. Đừng nói câu đó. Chúng ta vẫn còn người tài kia mà. Đây, quên nữa. Hãy nhìn đi. Đó, kiếp trước là múa lửa nè. Cái chùi đó ra làm đi. Cái gì vậy? Còn hãy thấy cái giò không? Cầu bé này đủ biết ông làm được rồi. Làm đi. Ở đây em đẹp nhất mà. Em hãy cuốn tụi anh đi. Xe Hoàng thượng ơi, bây giờ đã có kết quả rồi đó Hoàng thượng à. Dạ. Ba đứa làm cười. Thôi được, ta nói cho các người biết. Dạ. Công chúa không bệnh hoạn gì cả. Dạ, ủa? Ta chỉ thử các người thôi. Ủa hả? Anh đi. Ta không muốn sống với thằng này đó. Ủa ra đây. Ta đi. Ta đi. Giết ta đi. Giết ta đi. Trời ơi. Chết rồi. Hoàng tể tướng. Dạ. Ông ra lệnh giết hai thằng xong ngay đó cho ta. Hoàng thượng. Để vô đó. Đi nha. Đi nha. Đi nha. Thả tôi đi. Ta muốn triệu các khanh về đây để cho các khanh biết rằng chuyên môn của người nào á thì phải làm đúng chuyên môn của người đó. Dạ. Yeah. Đừng có bị đặt đa pha hoài. Dạ. Yeah. Rồi cuối cùng không có cái gì ra cái gì cả. Dạ. Yeah. Thôi được, dù gì đi nữa các khanh cũng vì công chúa mà đến đây. Hoàng tể tước. Dạ, có thần. Truyền ban phần thưởng cho các người. Đa tạ hoàng thượng. Hay lắm. Từ nay các khanh lấy y đức mà trị bệnh cho mọi người. Yeah. Nhớ nha. Dạ. Đa tạ hoàng thượng và hoàng sao. Giết nó đi. Cái gì? Giết nó đi. Giết nó đi. Đánh nó đi. Nhìn những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió để anh thấy trong hình cô đơn. Bà tôi hát hay quá trời luôn á. Mọi người ơi, mọi người biết mình là ai không nè? Mình nó là một cô bé có một chiếc khăn hoàng màu đỏ,
Nhưng mà mọi người lại gọi mình là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Nhưng mà tên khai sáng thiệt của mình là Bạch Tuyết. Vậy mà bà mình lại hay gọi mình là Lọ Lem. Hàng xóm thì gọi mình là người đẹp Tây Đô. Rồi cuối cùng mình không biết mình tên gì luôn á. À trời ơi, nhà bà đi rồi. Mình quy định vậy đó. Bà ơi. Ủa bà... Tấm. Sao ai muốn gọi tên tôi tên gì thì gọi vậy? Bác thích gọi con là Tấm, bác quy định vậy đó. Trên đường tới đây á. Cái gì vậy bác? Có nhìn thấy sói không? Sói Sói. Cái con sói này nó gian manh lắm. Mà bên ngoài nó xấu xí, nó xấu xa cho nên không ai chơi với nó hết trơn á. Dạ. Con mà có nhìn thấy nó nha, phải tránh xa nó ra. Còn không á, là con phải nhắn tin cho bác để bác tới giải cứu con liền. Nhắn tin sao bác? Con cầm điện thoại lên con nhắn tin là CD khoảng cách 02 gửi về tổng đài 8234. Cảm ơn bác đã ủng hộ cặp Hải Yến Huy Nam. Nhớ nhắn tin cho bác nghe chưa? Dạ nhớ. Còn bây giờ bác phải truy tìm nó đây. Trời ơi, bác định gì được con sói luôn hả? Không có, cái này bác bắt Pokemon. Trời đất ơi. Bà ơi bà. Bà ơi. Bà đây. Bà ơi, bà. Mỹ Nương con. Bà bị sao vậy? Mọi bữa bà hay gọi con là Lọ Lem mà. Sao bữa nay bà gọi con là Mỹ Nương? Bà quên rồi hả? À Lọ Lem bà quên. Mà thôi đi. Dạ. Con chơi với bà đi. Chơi hả? Ừ. Được. Dạ. Bà làm gì vậy? Bà sướng đó con. Sao bữa nay bà sướng bà lại hú ta? Ừ, lâu lâu bà cũng quên nữa. Bây giờ á, mình chơi trò đập đá đi. Cái gì? Không có được, cái trò đó hư lắm. 1, 2, 3. À, cục đập đá. Bà nhớ rồi, thôi bây giờ chơi nha. Dạ. Ừ. Bà bị đi. Bà bị trước nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Khoan, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Con cảm thấy mình đang là người bình thường. Chơi cái này xong mình cảm thấy mình bị dị tật quá. Bà ơi, sao tai bà to quá vậy? Tai bà to, để bà nghe con rõ hơn. Con nói cái bắp tai nè. Bà đi tập gym á con. Hả? Bà... Đó, bà là chó sói. Ê, ngươi là chó sói đúng không? Ừ. Ừ, trời ơi, tôi nói cho ngươi biết nha. Mặc dù ngươi là chó sói mà tôi không có sợ ngươi đâu. Sao tôi vậy? Quy định vậy đó. Trời. Làm sao? Bác thợ săn dặn rồi. Gặp chó sói là phải gọi điện thoại cho bác thợ săn liền. Ôi trời ơi, bác thợ săn có súng. Không được. Cảm ơn quý khách đã gọi đến tổng đài 8234. Nếu quý khách nói tiếng Việt, bấm phím 1. Nói tiếng nước ngoài, bấm phím 2. Không nói gì hết, tắt máy. Thôi bỏ đi. Trời đất ơi là trời. Gọi như vậy thì làm sao mà được. À, mình phải gọi theo cách truyền thông. Không, không, không. Bác thời gian trời. Ơi, sói. Cứu con trời, sói. À, cái gì, cái gì? Sói đâu, sói đâu, sói đâu. Sói đâu. À, sói đâu. Con sói độc ác. Dạ. Nó đó. Bé. Trời ơi nó. Tại sao con cứ đứng chẳng chẳng trước họng súng vô hình của bác vậy? Tới dạ, dạ 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 dạ. Bang bang. Thôi đưa đây đi. Này. Chết. Con sói ở đây vậy bà con đâu? Trời ơi. Vậy là nó đã nuốt bà con ở trong bụng nó rồi. Trả bà lại cho ta. Về tới đâu rừng con chim sắt nhỏ đang rộn rừng. Chuyện gì vậy mà la sùm vậy con? Hả? Bà. Con. Bà. Con. Bà. Hai đứa mình là bà con. Con ơi con, dạ. Mà chuyện gì mà con kêu bà thảm thiết quá vậy? Dạ bà ơi. Bà ơi. Trời ơi ghê lắm đó bà ơi. Rất là sợ.
sợ con hơn sợ câu chuyện đó. Anh dùng đi con. Bà biết không, có một con chó sói lẻn tới nhà của bà. Nó lợi dụng đêm tối lúc bà đang ngủ say, mơ một giấc mơ rất là đẹp. Rồi nó há hồng ra, nó nuốt chẳng bà vào trong bụng. Và bây giờ bà đang nằm gọn trong bụng của nó đó. Trời ơi, bà đang nằm gọn trong bụng con sói. Ủa cha đứng đây mày? Hả? Hả? Con yêu của bà. Ôi trời ơi, con yêu của bà quá hà. Cái gì vậy? Con ganh tị á. Trời đất ơi, bà nói cho con biết, sói có 5-7 loại sói không con? Bạn sói này là rất là tội nghiệp. Đúng rồi bà ơi, ai cũng thấy con á, qua hình dạng bên ngoài rất là xấu xí, nhưng mà họ đâu có biết là bên trong của con rất là hiền lành. Con chỉ muốn kết bạn hết tất cả với mọi người thôi. Bà nói cho con biết nghe chưa? Maleficent. Trời ơi, cuối kịch mà con còn có tên mới nữa hả bà? Tại vì bà thấy con hung dữ quá cho nên là bà gọi con là Maleficent đó. Nè, bà nói cho con biết, con không được đánh giá bên trong của người ta qua cái hình dạng bên ngoài. Như vậy là sai, không được nha con. Dạ con biết rồi, con xin lỗi bà. Giỏi lắm, cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Trời ơi, bà... Chúng ta sống trong một khu rừng này, không có nhiều người đâu con. Chúng ta là một gia đình nhỏ, nhưng chúng ta có những hạnh phúc to lớn. Đúng không các con? Đúng. Giỏi quá. Câu chuyện mà tụi em hư cấu thì làm cho người xem cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và qua câu chuyện này thì những bé thiếu nhi sẽ bớt sợ chó sói hơn. Vì con chó sói trong cái vở này thì Huy Nam diễn rất là dễ thương, rất là đẹp trai. Chó sói này đẹp trai thiệt. Mà chị không ngờ là một ca sĩ, nhưng mà chị không ngờ em diễn rất tốt, diễn rất là tự nhiên. Thấy bữa giờ là Nam không bị đuối. Em không có đuối mà chị Trinh bị đấm. Hải Yến đặc biệt là lúc nào bạn cũng có cái hay là hài mà hài tỉnh, tức là nhả những câu rất là đơn giản mà không cần diễn. Cái chủ đề của tụi em ở đây nó đáng yêu, mà có lẽ là các bé cũng sẽ hiểu như là hai tụi em muốn. Các em phải có tình thương yêu với những con vật thì mới có thể thương yêu được bản thân mình và yêu thương con người. Còn cứ gặp người xấu là ghét, mà gặp người đẹp thì thương, thì cái điều đó chưa chắc là một cái suy nghĩ đúng đắn. Giá như có được một chút xíu nào đó sự lẫn lộn, ví dụ như là khi em đây là chó sói là bà cô, thì bà cô với là ông thợ săn xuất hiện lại là một cái phim khác, nó lẫn lộn chút xíu mà nó lại ăn nhập vô với nhau, thì cái điều đó nó sẽ cao hơn, rồi tụi chị coi cũng cảm thấy nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì đến lượt hai em sẽ là chọn ra cặp đôi nào sẽ cho mình biết số điểm trước. Chó sói sẽ chọn anh Bạch với chị Oanh. Xin lỗi em, chị không thể cho hơn được nữa. 0,5 nằm đây thì anh không thể nào cho cái điểm này, bắt buộc phải là điểm này. Yeah. 19 điểm rưỡi. Thấy cũng yên tâm nữa gì. Còn bây giờ sự yên tâm sẽ chuyển qua giám khảo trường quay. 4, 3, 2, 1. Và số điểm từ giám khảo trường quay 9,4. Ở những thập niên 80-90 thì tất cả mọi người yêu thích điện ảnh, thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua những bộ phim liên quan đến cái tên là Thần Bài. Hãy cùng chào đón cặp đôi của Tùng Linh và Mai Yến Chi. Kính thưa quý vị, hôm nay là cuộc thi cờ bạc mang đẳng cấp thế giới. Thần Bài của chúng ta đã nhận lời thách đấu của một người vô danh, và tôi tin rằng ở khán phòng này sẽ bùng nổ. Người vô danh xuất hiện, sôi động. Không sao, để chuẩn bị chào đón cho Thần Bài. Giỡn cái anh còn trẻ, tao xuống đi. Theo quy định của lực cờ bạc,
Hai đối thủ hãy đứng lên chào nhau đi. Có xe tao đâu? Có liền. Đó. Đã chào xong. Chào nhau. Chưa đứng xong đã chào nhau. Trước khi bắt đầu, theo quy định của lực cờ bạc thì hai đối thủ đứng lên chào quý vị khán giả đi. Đã chào xong. Cuộc đấu bài chúng ta gồm có 3 vòng. Ai thắng nhiều tiền nhất thì người đó thắng, mà ai thua nhiều tiền thì là người đó thua. Bắt đầu. Ê, 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 ê. Ê, sao mày xào bộ này mà chia bộ khác vậy? Đâu có xào. Bộ này xào chia. Dạ mời xem bài. Tỷ đô. Có liền. Cầm tay tôi kéo về đi. Đã xem xong. Mời bên đây xem bài. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Mời hai đối thủ tố đi. Theo tính cách của ta và sự bạc mạng của ta, một đồng đi hả? Có theo không? Tôi theo. Tố thêm. Thần mại có theo không? Theo tính cách và sự bạc mạng của ta, ván này thua đi. Gươm bài. Ủa sao còn có hai lá vậy? Lá kia nuốt rồi. Đổi bài mới luôn. Mới chơi một ván mà sao đổi bài gì hả? Nó nhài hai lá vậy sao không đổi? Chỗ này thấy sai rồi. Sai chuyện gì? Trong phim người ta chỉ cần xét xét là bài bay tới mặt người chơi. Cái này không có xét gì hả? Muốn thì được thôi. Gì nữa? Không đúng rồi. Sao vậy? Lú cái tay của nó kìa. Không sao. Về phòng vẫn xóa được. Vẫn được thì kêu đứng dậy đỡ mỏi chân. Đứng dậy đi. Thầy à, cảm ơn. Ê. 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 Xin lỗi. Dạ đây. Mời coi bài. Tỷ đô. Có liền. Cầm tay tôi để lên bài đi. Gì vậy? Bài nhỏ mày hết hồn không? Hết hồn. Cái gì vậy? Hết hồn. Mời xem bài. Nó kéo thời gian nữa kìa. Coi như đã hát xong. Coi như đã xem xong. Mời thằng bài tố. Lâu lắm rồi không được chơi. Hôm nay chơi một bữa cho đã. Hết cây. Tố theo. Và tôi muốn tố thêm cả mạng sống của tôi.
Tùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Mai mốt bị tai biến như tao mày sẽ hiểu mà. Mời ngồi xuống xem bài. Bà nút quá. Tám nút. Hả? Kỳ vậy? Tám nút. Sao kỳ vậy? Giang hồ gọi tên là gì? Thần bài. Vậy đi. Cào thủ. Kiểm tra bài. Hoàng. Gián này tôi với ổng quề nhau. Tôi cũng tám nút. Kiểm tra bài. Không cần. Ổng đã xem có đúng như vậy hay là không. Được, vậy coi như gián này quề. Chúng ta chuyển qua vòng thứ ba, nghĩa là đổ xí ngầu. Ai mà đổ điểm nhỏ nhất có nghĩa là thắng. Mời đổ bắt đầu. Kiểm tra. Một điểm. Ê, ba hột mà sao có một nút vậy? Mày đuôi hả mày? Nhìn đi, ba hột nó chồng lên nhau một nút đúng rồi. Tôi nghĩ con nên thua đi. Không có số điểm nào nhỏ hơn điểm một nút đâu. Mở đi. Vậy thì khui. Bộ mì đâu nhiều vậy hả? Ba hột xuống lòng người ta bể ra đó. Cũng đồng nghĩa là ông đã thua. Nhưng cô là ai mà bằng mỗi giá đồ lấy mạng của ta vậy chứ hả? Ông hỏi tôi là ai à? Tôi chính là đứa con duy nhất của thần bài châu Á Lý Hùng. Ông đã hại tán gia bại sản cách 20 năm về trước. Và bây giờ mạng sống của ông đã thuộc về tôi. Này, tôi dành cho mẹ của tôi. Cái tát này tôi dành cho cha của tôi. Và viên đạn này tôi dành cho cả cuộc đời mồ côi của tôi. Tôi thèm được nghe tiếng mẹ. Tôi thèm được nghe tiếng cha. Nhưng cũng chính vì ông đã lấy đi hết tất cả mọi thứ của tôi. Và bây giờ ông phải chết. Cái gì vậy hả? Ông nói chết rồi. Chết gì làm sao ra chủ đề được? Tua lại đi. Và bây giờ mạng sống của ông đã thuộc về tôi. Cái tát này tôi dành cho mẹ của tôi. Cái tát này tôi dành cho cha của tôi. Và viên đạn này tôi dành cho cả cuộc đời mồ côi của tôi. Tôi thèm được nghe tiếng mẹ. Tôi thèm được nghe tiếng cha. Tôi thèm được như những đứa trẻ khác. Nhưng chính ông đã lấy đi hết tất cả của tôi. Và bây giờ ông phải chết. Ây da, nó chết rồi. Không phải rồi, tua lại đi. Dạ bây giờ tua chỗ khác được không? Bỏ chỗ tán đi. Tôi thèm được nghe tiếng cha. Tôi thèm được như những đứa trẻ khác. Nhưng không tính gì ông. Ông đã lấy đi hết tất cả những thứ đó của tôi. Dạ bây giờ không làm được. Con không thể nào giết ông ấy được. Chỉ mỗi lần nhìn thấy ông ấy là hình ảnh của cha hiện lên. Hoàng gia thương bảo
người này chuyển sang người khác bao giờ mới kết thúc được. Nhưng ông phải hứa với tôi một điều là ông hãy bỏ cờ bạc đi, vì những thứ đó sẽ hại tới ông và hại tới biết bao nhiêu người khác. Tôi xin lỗi cô. Bắt đầu từ ngày hôm nay, trong giới cờ bạc sẽ không còn hai cái chữ thần bài. Và tôi hứa không bao giờ tôi dính tới cờ bạc nữa. Xin hứa. Truyền thuyết kể rằng hòn đảo này có rất nhiều báu vật vô cùng linh thiêng. Hãy mau mau đi tìm hòn đảo nhanh lên. Nè, khoan, phải tìm được báu vật nha, không xong là ta cạo lông từng đứa. Biệt xuất. Thôi chủ nhân, tụi em đã tìm được một báu vật. Vật gì? Là một con báu, tụi em giật nó. Là báu vật. Tào lao, vô tìm tiếp. Kỳ lạ vậy, theo như tấm băng này chỉ dẫn thì báo vật chỉ vòng vòng ở đây thôi mà, phải tìm nhanh mới được. Tìm đi coi, xem rồi. Tụi em tìm được thứ này. Là vật gì? Nè. Trời ơi, ta bảo đi tìm báo vật, tại sao đi lượm dê chai lông vịt vậy, đồ ngu. Ngươi mới là đồ ngu đó. Đó chính là báo vật. Báo vật. Đúng. Ngươi là ai? Ta xin tự giới thiệu, ta là người mà đi đến đâu biển phải cúi đầu, cá phải nhăn mặt, chém chép phải hạ mỏ, rong phải tách ra làm đôi. Ta biết rồi. Cái gì? Ngươi là ông lão đánh cá và con cá vàng. Đánh cái gì vậy? Không phải. Ta xin tự giới thiệu, ta chính là Miêu Lê. Lộn. Ta chính là cướp biển Caribe. Cướp biển? Mày muốn cướp gì của ta? Bây giờ ta muốn cướp cái thứ trên tay của ngươi. À, hãy bước qua xác của ta trước. Được. Hey. Lại đây. Hey. 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 Kỳ vậy, nãy đớt trong này mà sao ra hướng này vậy ông? Ông ba, muốn đi đâu thì đi, kệ ta. Bây giờ nghe ta hỏi nè, trong hai người, ai là người đã đánh thức ta? Là ta. Dạ thưa chủ nhân. Là ta. Chủ nhân. Ủa là ta, tao nè, tao nè. Qua đây. Là ta, con ơi, con qua đây. Qua đây, lẹ, qua đây. Rốt cuộc, ai mới là chủ nhân? Là tôi. Tôi là tôi. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi qua xa gần. Rồi cơn mưa nhẹ rơi như nghe tôi nói ngang cao. Bây giờ ta hỏi một lần chót nè, trong hai người ai tìm thấy ta? Trong ba đứa ai tìm thấy chị? Là tôi. Tôi là ai? Tôi là tôi. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi qua xa gần. Và mưa tôi nhẹ rơi. Bữa nay ai thi? Hai anh đi vô. Chủ nhân. Đứng lại. Nè, bọn khỉ là thuộc hạ của ta. Nó tìm được, cũng như ta tìm được. Đi về với ta nhanh lên. Không được, ta sắp cướp được cái đèn thần rồi. Chính vì vậy ta là chủ nhân của ngươi. Là ta nè, ta nè. Là ta, là về ta. Về đây với ta, về đây. Nên, em có hai điều ước. Em sẽ chia điều cho hai anh. Không được, ta không chịu. Ta cũng không chịu. Không chịu cũng phải chịu. Ta có cách rồi. Cách gì? Bây giờ ta sẽ có một khẩu súng. Trong khẩu súng này có một viên đạn. Chúng ta lần lượt bắn. Ai xui thì chết. Còn ai hên sẽ được bắn. Nào, bắt đầu. Đi. Trời ơi. Bắn chết thằng
đèn rồi. Trời ơi, ta lạc đạn mà. Trời ơi, làm sao nghĩ cách cứu thằng đèn đi. Thằng đèn ơi, tỉnh dậy đi thằng đèn. Bây giờ sao đây? Trời ơi, ai biết đâu nè. Trời ơi, thằng đèn chết rồi sao mà ước. Tôi ước gì thằng đèn có thể sống dậy. Trời ơi, chị đèn ơi, chị đèn. Bây giờ chị cho em điều ước đi chị đèn. Em đã mất lượt. Chị kỳ vậy? Còn một lượt còn lại sẽ thuộc về Sim B. Tôi đang ra người sao? Cha mẹ ơi, ngày xưa tới giờ tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Ước mơ của tôi là được nhìn thấy cha mẹ của mình. Thần đèn ơi, nghĩ cách giúp tôi đi thần đèn ơi. Tôi sẽ ban cho ngươi tấm gương thần kỳ để nhìn thấy cha mẹ của mình. Dùng biển KGB hồi đó. Tóc con dài mẹ cài bông hoa. Mẹ lượm từng bông bưởi trắng con gối đầu. Sách mẹ kể chuyện xưa bông bưởi hoa. Xin con, mẹ dạy con con ơi. Xin con ơi. Chàng ơi, chàng mới làm động tác gì vậy? Ta vừa xoay em ba vòng. Em đã có bầu rồi chàng à. Hả? Trời ơi, em nhảy dữ vậy sao? Dạ đúng rồi anh. Xin xăm. Chàng ơi, em có bầu rồi xin xăm. Dạ. Thôi ta đi đây. Trời ơi, thế là cha con đã quất ngựa tri phong. Mẹ ôm cái bầu đó, mẹ đi báo cho tất cả bà con lối xóm. Bà con ơi, làng nước ơi, tôi đã có chữa rồi. Đâu chữa quan. Mẹ xem đó là một lời khen. Tại vì mẹ nghĩ mẹ có chữa mà ở trên đảo quan. Chính vì vậy người ta gọi là chữa quan. Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa. Đêm đó vào giờ tí canh ba, bỗng mẹ nghe tiếng gọi. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Anh là thỏ. Cha đứa nhỏ đi luôn đi. Trời ơi. Em ơi, em nỡ lòng nào đuổi anh đi sao? Anh đã chờ câu nói này mấy chục năm rồi. Vĩnh biệt em. Cái gì vậy? Em nói giỡn mà đi thiệt hả? Trời ơi, tôi biết mà. Tôi biết ngươi là thủy thủ. Chính vì vậy cái gu của ngươi cũng là thủy thủ. Ngươi đang yêu thủ thủy mặt trăng đúng không? Chính cô, chính cô đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi. Tôi hận cô, tôi thù cô. Thế là mẹ đã sinh con ra đời. Trời ơi, cái mặt của nó y chang cha của nó. Cha nó là Xin Good, cái gì cũng ok hết. Nhưng mà không ok đối với ta. Chính vì vậy ta đặt là Xin Bét, có nghĩa là hạng bét, dở tẹt, phụ bạc, dông tình. Thế là trong đầu tôi quyết định có một suy nghĩ. Tôi mới quyết định ra bờ sông để mà thả con. Con hay trôi theo dòng sông đi con. Con hay trôi đừng cho nó chìm. Đi đi con, đi đi con. Trời gặp ơi. Đại gia nha. Sao đành tâm để mà bỏ con. Con xót xa vô cùng. Lâu nay tôi thất mặt mẹ cha. Tôi không ngờ mẹ tôi chính là tên cướp biển. Trời ơi, đâu ai ngờ tên cướp biển là phụ nữ đúng không con? Mẹ, con giận mẹ. Con, tại sao vậy? Tại sao mẹ thả con trôi sông mà mặt không đặc định gì? Để từ dùng biển KGB, con trôi qua biển Cần Giờ lạc vào đảo khỉ. Nhờ sữa khỉ mà con lớn nên người. Con ơi, mẹ hối hận rồi con à. Mẹ ơi, tại sao vậy? Nỗi đau khổ này là của mẹ. Thì tại sao? Tại sao mẹ không quá giải đi hận thù? Mẹ, mẹ làm như vậy mẹ có vui không mẹ? Mẹ gây ra đau khổ cho bao nhiêu người khác, mẹ có vui hạnh phúc không mẹ? Mẹ, mẹ xin lỗi con mà. Mẹ ơi, gặp được con rồi. Mẹ đừng làm cướp biển nữa nha mẹ. Đúng rồi. Mẹ ơi, làm lại từ đầu nha mẹ. Mẹ không làm cướp biển nữa. Từ trước tới giờ mẹ làm cướp biển. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi cướp cảng. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ dứt cái chi cho kêu quanh. Trời ơi, chị hung dữ lắm mẹ ơi. Con không muốn nhìn thấy cái cảnh là chỉ nhai đầu mẹ đâu mẹ. Trời, bây giờ sao đây? Làm sao đây? Con không chịu đâu, mẹ không được làm ăn cướp nữa. Thôi thôi đừng có khóc nữa. Tiếng khóc của con trẻ làm mẹ nao lòng. Con ơi, mẹ đã có cách rồi. Cách gì vậy mẹ? Con là Sinbad, còn mẹ là cướp biển. Chính vì vậy chúng ta thuộc về thủy giới.
Vậy hai mẹ con chúng ta hãy cùng nhau mở nhà hàng thủy tạ để cùng nhau bán thủy sản con nha. Làm liền đi mẹ. Rồi đi. Mấy anh chị ơi, bữa nay thương tại thương khuyến mãi nha. Chào mừng chương trình canh chiếc trăm bằng cá lồng tàu siêu. Ngài phủ ngài phủ tại Vương quốc Ai Cập quyền bí hơn 3.000 năm trước đã xảy ra một vụ án hết sức kỳ lạ. Tương truyền rằng có một vị pharaoh lên ngôi đã lâu, nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay tể tướng Imhotep. Hắn ta đã giam lỏng đức vua trong hoàng cung là mù mịt để dễ dàng táp quai táp quái. Và điều kỳ lạ là chỉ sau một đêm nọ, đức vua đã lấy lại toàn bộ quyền lực và trừng trị tên gian thần một cách thích đáng. Điều gì đã xảy ra và họ đã làm điều đó như thế nào? Thôi đi. Lòng ta đang rối rắm mà các ngươi có muốn rề rề rời rạc làm ta rầu rĩ. Ta thấy mình bị rẻ rúng. Anh ta làm gì vậy? Rung rảy vô hết. Minh họa thô thiển. Trời ơi, ta là vua mà tại sao quyền lực nằm hết trong tay tể tướng Imhotep? Ta có phải là bù nhìn đâu mà suốt ngày cứ xem các ngươi múa hát quay cuồng vậy. Đường đường ta là một pha ra ông. Nè, bớt tung qua lại giùm đi. Ta không phải là pha ra bà. Trời ơi, ta căm ghét tên Imhotep quá. Tại sao lại giam lỏng ta như thế này? Đúng, hắn ta thật là to gan. Khi quân phạm thượng. Chuyên quyền độc đoán, thật là quá đáng. Quá đáng. Chửi hay lắm. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau hợp lực tiêu diệt Imhotep. Dạ. Thôi bỏ đi. Trời ơi, sao các người hèn quá vậy? Dạ muốn ta hoàng hồn. Thôi, lùi hết đi, chúng ta ra. Hả? À không, dạ hết đi, chúng ta lui. Hả? Ai ra thì ra, ai lui thì lui. Hả? Đi giùm tôi cái đi. Dạ. Thôi. Chỉ vừa mới đây thôi, không khí còn rần rần rộ rộ, đông vui như ngày hội. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình ta, một ông hoàng sân khấu chuyên làm trì tiết tấu. Ta biết làm sao ra hài hước bây giờ. Thôi, đi vô đi cho nó lành. Xinh xinh nát xanh, giấc tung tăng trên lá xanh. Một cô em trong giấc tươi xinh, đùa vui bên khóm hoa, gió lên lay cánh bướm xa. Lòng em mê say thướt tha bước. Tiểu tử hả mà mở nhạc Hoàng Châu Công Chúa vậy? Ngày hôm nay ta đã vô được hoàng cung này rồi, chắc chắn sau khi ra đây ta sẽ đổi đời. Vậy bây giờ không còn chần chừ nữa, ta sẽ đi kiếm những báu vật trong hoàng cung này. Một cái rương, chắc chắn trong cái rương này sẽ rất là nhiều vàng bạc và châu báu. Buồn buồn đãi cát tìm vàng, đãi nhầm cục ấy buồn ơi là buồn. Thật là dễ thương, thật là đáng yêu. Đây chắc chắn là cái nón bằng vàng. Ôi, đẹp quá. Cái nón thật là dễ thương và đáng yêu. Ở bên ngoài mà có cái nón vàng này, chắc chắn bên trong sẽ còn nhiều thứ quý giá hơn nữa. Bạn nón ơi, bây giờ bạn ở đây nha, để mình vô trỏng, mình lấy nhiều món đồ ra nữa, rồi chúng ta cùng về nha bạn nón. Vô mánh rồi. À ha, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi này. À ha ha, đẹp xinh. À ha ha, ô hô, cái mô. Trời ơi, em ở đây mà anh tìm em nãy giờ. Ủa, cái rương này ai để đây? Trời ơi, sao đồ đạc tới lung tung vậy nè? Không được rồi, à, ta biết rồi. Các em nóng nực quá nên ra đây hóng mát trước khi đi ngủ phải không? Được rồi, theo anh để lại vị trí cũ nha. À, trời ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau chúc bầu tâm sự nha. Ta làm được cái xa rơi thật là đẹp rồi. Bây giờ cái xa rơi này mà đội chung cái nón này bá cháy bù chét luôn. Ủa, cái nón của ta đâu rồi? Mọi người có thấy cái nón của em đâu không? Không thấy. Bên đây có ai thấy nón của em không?
Thôi khỏi nói lộ kịch hết. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái áo của ta chưa kịp thúc bầu tâm sự mà cái áo đã mất tiêu rồi. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái áo của ta đâu rồi? Trời ơi, của ta đâu rồi? Cái áo của ta. Ê bạn ơi, bạn có thấy cái nón của mình đâu không? Không, bạn ơi, bạn có thấy cái áo của mình đâu không? Thấy chết liền đó. Tìm đi. Ê, không quen. Ê, không quen luôn. Đứng lại. Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Câu đó ta hỏi người mới đúng đó. Ngươi là ai? Nhìn ta như vậy chắc ngươi cũng đủ biết. Ta chính là ăn trộm. Ăn trộm đúng không? Ta là ăn trộm. Ta thật không ngờ ngày hôm nay ta vô ta ăn trộm mà gặp hả đồng bọn của ta. Thôi được rồi, bây giờ nước mắm không phạm nước mía. Cái gì vậy? Gì câu câu gì của anh rồi? Nước sông nước giếng. Đúng rồi, nước sông không phạm nước giếng. Ừ. Bây giờ người ở bên phần giếng của ngươi ăn trộm. Ừ. Còn ta bên phần sông của ta ăn trộm. Đi. Đứng lại. Gì nữa? Tại sao ngươi lại dám lấy vàng bạc trong này? Muốn thoát khỏi nơi này thì phải bước qua xác của ta trước đã. Được. Ngươi muốn thách đấu với ta đúng không? Phải. Được. Đấy ta kia. Hãy rút kiếm ra để cùng ta phân tài cao hạ. Nếu người chịu đấu cùng ta thì ta sẽ đấu cùng người. Để ta suy nghĩ lại. Nếu người muốn đấu cùng ta thì ta sẽ cùng người phân tài cao hạ. Còn chân chơi gì mà không rút kiếm ra để vào đấu cùng ta. Đồng ý. Ha, ta đã rút kiếm ra rồi, sao người chưa chịu rút ra? Ta cũng rút ra rồi mà nó không chịu ra. Ta sẽ giúp một tay để gọi là tương trợ. Ta cầm kiếm giùm ngươi, ngươi rút kiếm giùm ta. Được rồi, rút nè. Ngày hôm nay ta với ngươi sẽ chiến đấu một con một mất. Được. Trên sóng truyền hình, bớt bớt bạo lực. Yeah! 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 Me! Me! Chặt thịt bò, nghe điện thoại. Alo! Không có gì. Cúp máy. Thì tắn cái bút. Mày tắn tao, tao tắn mày. Đau quá, tao tắn lại. Tao tắn luôn. Nghỉ chơi. Bo bo xì. Nghỉ thi. Nếu nghỉ thi, đền 2 tỷ. Ê con quỷ, chơi lại đi. Bạn ơi! Thằng ai nấy lo. Dám hăng á! Chết à! Trời ơi! Chàng như gió bay. Muôn tàu đất vừa. Trời ơi! Không thể tin vào mắt mình được. Chuyện này là bí mật nghe chưa? Dạ. Không được bật mí cho ai nghe không? Dạ. Thần xin hứa, thần không kể ai nghe đâu. Ừ. Mọi người ơi! Cả bạn cũng biết hết luôn rồi. Đất vua! Hey! Chuyện gì? Nô tì có lỗi! Thôi! Đủ rồi! Chưa tắn đã! Để ta! Trời ơi, đức vua, ngài rảnh không? Rảnh. Tán lại cái đi. Ừ. Đẹp rồi nè. Đức vua. Ừ, không biết, không có lỗi. Dạ. Ta miễn lễ. Cái tội của ngươi á, mà ở đây là bị xử luật chết. Vậy hả đức vua? Nhưng mà, ngay lúc này, trong hoàn cảnh này, ở vào địa vị của ta, ta vui lắm. Dạ. Gì kỳ vậy? Ừ. Ăn trộm vô nhà mình vui kỳ vậy? Giờ mới buồn nè. Đức vua ơi, ngày sao vậy? Ngươi nhìn đi, chiếc ngai vàng này nè, nó là niềm mơ ước của tất cả bao người, cho nên là không ngoại lệ. Với tên tể tướng Imhotep từ ngày ta đăng quang, à không, đăng cơ mới đúng. Tên Imhotep ngày càng căm ghét và thù hận ta. Hắn âm mưu tạo phản và cướp hết mọi quyền hành. Trời ơi, ta giờ đây khác nào là một tên nô lệ. Ngươi nhìn đi, ngươi như vậy nè mà hạnh phúc hơn ta. Bởi vì ngươi có sự tự do đó. Đức vua ơi, tại sao ngài không bỏ trốn đi? Không thể được, vì Imhotep đã chế tạo ra một loại thuốc vô cùng kỳ lạ, có tên là ngũ dị hương. Nếu ai mà lỡ ngửi vào, thần kinh sẽ bị tê liệt, không làm chủ được bản thân. Và ta
Tao bị lậm thuốc rồi, có trốn ra tao cũng tự mò về thôi. Ngủ gì Hương? Ừ. Có phải là loại này không? Lạ lắm nha, hình như trong ngủ dị hương có chất dưỡng da trọng á, da sạch căng mà không bị khô, thậm chí trước đây chỗ khô này nè giờ láng luôn, nhìn đi. Ông xã của em nói á, để dành ngủ dị hương cho em tắm, nói vậy thôi chứ biết đâu mai mốt ông cũng tắm nữa. Hết quảng cáo á. Tên ăn trộm, có phải loại này không? Tại sao ngươi có? Để đức vua quên là thần là ăn trộm, chuyện gì thần không làm được chứ. Thôi, tao không tin đâu, đồ giả. À, em say luôn đi quá. Chàng ơi, baby, đến đây. Baby, đến đây nào. Baby, baby. Đại tướng Imhotep cầu kiến. Không kịp rồi. Imhotep. Được rồi. Mua, 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 mua. Được rồi. Tại sao mày lì quá vậy? Nói bao nhiêu lần rồi ngài cũng không nghe ta là sao? Hả? Nè, ngài là con người chứ phải con trâu đâu mà lì quá vậy hả? Tại sao dám giao du với kẻ xấu? Cái tên ở đâu? Cái tên đó đâu? Ta đây! Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là không hay vui là không. Hết thuốc thấm rồi. Ta đây! Nè, cái tên kia, tại sao ngươi dám cả gan đột nhập vào hoàng cung? À, thì ra ngươi là tể tướng Imhotep đúng không? Phải. Một tên chuyên cầm quyền ăn hiếp mọi người đúng không? Được, à. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt nhà ngươi. Tên này bố láo thật. Quên mấy đâu? À, chém không? Nếu phải chém, người đáng chém nhất chính là ngươi. Đức vua, ngươi quá lắm rồi. Tên kia, ngươi phải chết. À. Đức vua ơi, hắn tỉnh lại rồi. Trời ơi. Tôi dám lấy thuốc của ta à, trả đây. Tôi nói lại với ông một lần cuối, từ giờ tới lúc tôi đi dạy về, ông dọn đồ ra khỏi nhà cho tôi. Tôi về tới nhà ha, mà còn thấy ông ở nhà là ông đuổi cho tôi. Ai thiết kế cái nhà này vậy? Trần Nhất. Hai, cổ đi rồi. Dọn đồ. Cái gì vậy? Tại sao con cọp nó lại quay lại sớm vậy? Trốn. Mày là ăn trộm đúng không? Không, tôi là... Ai cho mày trả lời? Tôi... Im lặng! Tôi nói... Chả kêu mày! Ai cho mày nói? Chưa nói luôn á. Lỡ tay. Nhưng mà mày đêm hôm khuya khoắt, mày đi lén lúc chuông này là chỉ có đi ăn trộm thôi. Nhưng mà tao đánh mày không phải là vì cái tội mày đi ăn trộm, mà là cái tội mày ngu. Ủa nãy giờ tôi làm gì đâu mà ngu? Nè, cái ngu của mày á là mày đi ăn trộm, mà mày ăn mặc như một thằng ăn mày. À, vậy anh đây chính là... Trân trọng giới thiệu cho mày biết, tao là siêu trộm. Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử, nghe đây. Dạ. Chúng ta gặp nhau là duyên, mày gọi tao một tiếng sư phụ là nợ. Sẵn có duyên có nợ, sư phụ sẽ dạy cho con tuyệt kỹ ăn trộm. Trời ơi, đi ăn trộm kỹ chi cho mệt vậy? Đó chính là sự khác biệt giữa siêu trộm và trộm giặc. Nghe đây. Dạ dạ. Nghe thầy hỏi. Dạ. Khi mình đi ăn trộm thì cần phải có những yếu tố gì? Nhanh tay lẹ mắt. Đúng, nhưng chưa đủ. Ngoài nhanh tay lẹ mắt ra, chúng ta cần phải có thêm 3 kỹ năng khác. Dạ. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được không gian và thời gian. Thứ hai là chúng ta phải xác định được tâm lý nhân vật và xây dựng hình tượng nhân vật. Thứ ba là chúng ta phải phát âm tròn vành rõ chữ. Cho con
con hỏi cái bà nè, cái phát âm tròn dành rõ chữ đó là quyết định số phận đó nha. À, cho con hỏi xác định không gian chi vậy sư phụ? Nghe nè, khi đi ăn trộm thì con ăn trộm nhà tường hay nhà lá? Nhà tường. Đó chính là không gian. À, còn thời gian? Con ăn trộm ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Đó chính là thời gian. Wow. Vậy còn xây dựng tâm lý nhân vật là sao? Khi con đi ăn trộm, con đã xác định và quan sát được ngôi nhà này như thế nào chưa? Rồi, con quan sát rồi. Con biết là nhà này là có hai vợ chồng. Ừ. Đó, một vợ một chồng trong nhà này. Ngu. Ai da đau. Nhà này không phải chỉ có hai vợ chồng. Dạ. Mà nhà này có một con cọp và một con cừu sống chung với nhau. Ủa, sao cái nhà gì mà như sở thú vậy? Nghe đây, con cọp chính là chủ của căn nhà này, võ sư Phô Vi Nam. Còn con cừu là chồng của con cọp. Con cừu nó ngu như con cú, bởi vậy bị con cọp đánh đuổi ra khỏi nhà. Vậy cho con hỏi cái xây dựng hình tượng nhân vật, cái này quan trọng. Đúng, cái này là con phải đầu tư một bộ đồ vest giống như ta. Con bước ra ngoài làm chủ nhà, ta sẽ làm ăn trộm. Hôm nay em đi ăn trộm, trộm được quá trời đồ, người ơi, vô tình chủ nhà xuất hiện. Mày là ăn trộm đúng không? No. Mày là ăn trộm đúng không? Mới đi trong nhà tao đúng không? Không phải. Mới người ta có ăn trộm. Ở đây. Anh bình tĩnh nghe em nói nè. Anh nghĩ đi, em ăn mặc sang trọng như vậy thì làm sao là ăn trộm được, đúng không anh? Nó đó đúng đó, thằng ăn trộm nào mặc đồ vest ta. Mà nào nửa đêm trong nhà mình, không lẽ bạn của vợ mình hay bạn của mình? Không, chắc chắn nó là ăn trộm. Mới người ta ăn trộm. Ô, ăn trộm ơi, mày đâu rồi trộm? Ăn trộm nó đã trốn rồi. Trong lúc anh đang lay quay về bộ đồ vest của nó thì nó đã chuồn ra khỏi nhà. Hay quá. Còn thấy chưa? Bởi vậy sư phụ đã nói rồi, bộ đồ này quyết định sinh tử đó nghe. Dạ. Vậy còn cái gì? Phát âm tròn dành rõ chữ. Cái đó từ từ sư phụ sẽ dạy sau. Không thôi bây giờ chủ nhà về tới bây giờ, hiểu không? Dạ. Nè, đệ tử. Dạ. Bây giờ nước sông không phạm nước giếng. Đệ tử trộm bên đó, sư phụ trộm bên này. Dạ. Làm việc. Đúng lệnh sư phụ. Mà quên nữa. Dạ. Nãy giờ làm việc á, sư phụ quên hỏi tên đệ tử là gì vậy? Con tên Cừu. Ba má đọc tên xấu vậy? Không, sư phụ đặt á. Sư phụ đặt? Ừ. Vậy là con tên Cừu. Trọng cọp. Dạ, em tên Chuột. Anh là chủ nhà. Dạ, em là ăn trộm. Nãy giới thiệu rồi. Dạ. Chào anh. Dạ. Chúc gia đình anh đoàn kết và xây dựng. Đứng lại mày, mày đứng lại. Mày gan quá ha. Mày gan quá, mày đi ăn trộm mày đứng trước mặt chủ nhà mày nói sang sảng như mặt tao. Dạ, không có anh ơi. Nãy giờ em chưa trộm được gì hết, anh nhìn nè thấy không? Cái bọc không nè. Nãy giờ em vô đây mới dạy học thôi hả? Em còn một kỹ năng chưa dạy nữa. Mày em đi. Mày đừng dùng cái kỹ năng đó mày khóc lóc van xin đúng không hả? Dạ anh ơi, cái kỹ năng mà phát âm tròn dành rõ chữ á, đâu phải để khóc lóc van xin đâu. Chứ mày làm cái gì? Dạ để chùm đầu lên. Chị ơi, có ăn trộm nhà chị. Nó đó, em bắt được rồi. Cảm ơn em. Chị xong nó đi, chị xử đi. Mày ăn trộm, mày vô nhà tao ăn trộm. Mày dám vô nhà tao ăn trộm. Mày chết. Vợ, anh đây nè. Ủa, ông phải ăn trộm hả? Ăn trộm đâu? Ủa, vậy cái thằng hồi nãy là gì? Nó mới là ăn trộm á. Trời ơi, đúng là con cừu ngu gì con cú mà. Em yên tâm đi, trong lúc nó đánh anh nó kịp gọi điện thoại rồi. Trời đất ơi anh chị ơi, tại sao con mang bao dây hết nhà anh chị vậy? Cái đó là phát âm tròn dành rõ chữ đó con. Trời đất ơi, vậy là tôi bị bắt hả? Đưa nó lên công an phường. Chết tôi rồi. Ta đi đây đưa tiếng mùa thu và một giấc mơ của chiều nào buồn ba. Rồi một ngày nào có dừng chân nơi quán nhỏ tìm lấy phút giây hoài niệm kẻ đang tranh. Con trai! Con trai! Đi xe ôm không con? Đi lại đây. Lại đây nè, trời ơi. Bây giờ á, đi đâu nói chú chở đi liền. Thấy không? Đi đâu con? Dạ đi con, đâu? Con đi ra cầu hóng gió. Đi ra cầu hóng gió hả? Ủa mà cầu nào mới được con? Cầu nào cũng được. Cầu nào cũng được phải không? Rồi bây giờ là vậy nè, chú chở mày đi khắp cái Sài Gòn này luôn ha. Miễn sao về trước 7 giờ, kịp giờ mua cháo cho nhỏ gái tao là được. Cho chú 200. Đi khắp Sài Gòn mà không chịu đi. Bây giờ tôi hỏi một giá chốt nè, 100 đi không? Bây giờ 50 đi không?
bây giờ hai chục đi không? Nó đi rồi. Nó móc tiền là nó đi nè con ơi. Lên xe con ơi. Rồi. Bây giờ mời chàng trai trẻ lên xe. Đừng có 20 ngàn mà mày tới đây mày sỉ giả. Mày ông quên tôi sỉ giả nó không à. 20 ngàn mà như cái bánh xe bò hả con? Lớn quá. Ờ mà lớn thiệt. Sáng giờ có chạy được đồng nào đâu trời. Trai. Trai ơi. Trai ơi. Nó đi rồi, cuối cùng 2 ngàn nó mới đi. Sao tôi ngu tôi dại vậy trời. Ôi mà thôi kệ, 2 ngàn cũng mua được miếng cháo cho nhỏ con gái. Chơi luôn. Rồi. Xuống. Đây, cây cầu quá trời mát. Gió lồng lộng. Mời con lên đó, mày muốn hóng gì mày hóng đi. Ơ, trai. Nghĩa vụ của chú xong rồi. Giờ cho chú xin tiền đi con. Tiền của chú. Ê. Tiền của chú mày. Nè. 2 ngàn. 2 ngàn chú đâu? Trai ơi. Con ơi. Mày đừng có đi tới nữa. Tới cái mép cầu rồi con trai à. Con trai. Bình tĩnh con. Con ơi, con. Đừng! Trai ơi. Bỏ anh. Em bỏ anh. Con nè, nghe chú nói nè. Chú, con buồn lắm phải không con? Người yêu con bỏ con phải không? Phải không con? Rồi con muốn nhảy xuống dưới còn tự tử hả? Trai, con ơi, tỉnh bỏ nè. Anh. Con ơi. Con. Em. Con ơi, con tên gì? Hùng ơi, Tuấn ơi, Dũng ơi. Nghe chú nói nè. Con còn cha mẹ không con? Còn cha mẹ không? Hả? Còn cha mẹ không? Con có thương cha mẹ con không? Hả? Có thương cha mẹ không con? Nếu mà thương thì đừng có nhảy. Cái gì không thẳng từ, nha. Con ơi. Em bỏ là... anh. Em con bỏ trai. Em bỏ. Con nhìn xuống dưới đi. Con nhìn xuống dưới đi. Con thấy nước chảy xiết không? Hả? Trời. Hả? Con trai ơi. Con thấy nước chảy xiết không? Bây giờ con mà nhảy xuống là nó chết là lạnh dữ lắm. Chú không có gì cho con hết. Tại bây giờ như vậy, chú có cái khăn này. Cái này nó rất là quý với chú ha. Coi như là món quà cuối cùng chú tặng cho con. Con khoác lên người rồi con xuống dưới cho nó ấm. Nghe con. Nghe anh trai. Con ơi quay lại nhìn chú nè. Cầm. Cho nó ấm. Khoác cho nó ấm. Coi như kỷ niệm cuối cùng chú cháu mình với nhau trên một chiếc xe này. Cho nó ấm thôi nha. Ấm. Con ơi, con cầm như vậy đó, xuống dưới á, cái nước nó cuốn đi cái khăn của chú rồi sao? Quấn vô cái tay cho nó chặt, giữ lại cái kỷ niệm của chú. Quấn vô cái tay cho chặt nha con. Quấn vô đi con, siết chặt vô. Siết chặt vô. Chặt nữa đi con, chặt chưa? Chặt chưa đặt? Chặt mẹ! Chặt mẹ! Con mày chết! Ngu dại, bạc bẽo với cha mẹ mày hả? Không có người này, có người khác. Tại sao vậy hả? Tôi. Chú làm gì chú đánh con hoài vậy? Con đang muốn chết rồi nè. Chú để con chết đi. Con làm gì? Để con chết đi. Mày chết là yên cái thân mày rồi. Cha mẹ của mày ở nhà ai lo? Hả? Ai lo? Mày nhảy xuống dưới phải cực mấy người mà người ta đi mò xác không? Hả? Tại sao vậy? Không biết thương người, không biết thương cha mẹ, không biết quý trọng cái bản thân mình. Hả? Vì một người dân nước lã mà đày đọa thân mình. Nếu tao là cha là mẹ mày thấy được cái cảnh này, có tức không con hả? Có tức không? Hả? Tức anh nè! Ba! Ha ha ha.
Thôi đi. Khóc gì mà khóc. Nín đi. Con trai lứa mà khóc. Chú coi mày như con như cháu chú mới nói. Tao nè, tỷ tắm bà bỏ tao rồi. Có ăn nhầm gì vậy? Trả khăn lại đây. Chạy không lấy được 2000, xé mất một cái khăn. Chú, con cảm ơn chú nha. Chú giỡn con hoài à. Biết sai rồi phải không? Dạ. Biết sai là phải sửa nghe chưa? Dạ, con cảm ơn chú. Thế Tiên, Bá Khánh, Thu Như, kỹ thuật lồng tiếng Thanh Giang, Bánh Bèo với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Khí tụ đan điền, âm dương hòa hợp, long lân quy phụng, phụng thiên thừa dẫn, dẫn hóa mất khung, thăng thiên. Hey! Hey! Sư huynh quả là bậc kỳ tài đó. Tạ ơn hiền đệ. Hey! Hey! Đi vô rồi lấy cái gì mà diễn hả? À, xin lỗi hiền đệ. Hey! Hey! Sư huynh, huynh quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp. Và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại sư mẫu. Tại sao ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tại sao người không bao giờ nghe lời ta, người lại đi xuống núi đó hả? Dạ thưa sư phụ Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ấy dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm ra 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 ra. Chết cha, chim gan siêu gì bê. Ấy dạ, sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ấy dạ. Ta nói sai người phải cãi. Ai bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Sư phụ, có cái con muỗi nó dính trên mặt sư phụ nè. À vậy thì được. À, cảm ơn muỗi nha, giờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Người nghĩ làm sao vậy? Người biết ta cấm cản người còn xuống núi nữa à? Hay là người muốn đi theo vết xe đổ của cha người? Cha người, cha ngươi là một người tự cao tự đại, tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. À, rồi làm sao? Rồi cha ngươi thì... Thơ bộ, tá thơ bộ ơi! Hả? Bên đây nè! Rồi nghĩ làm sao? Cha ngươi cũng chết trong cô độc. Ngươi muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Ừ, hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? Dạ, loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ừ. Ăn ngon không? Ngon. À, có độc đó. Có. Cái gì vậy? Khi vận dụng võ công thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người, người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ, sư phụ,
Sư phụ, mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ sư phụ. Ê sư phụ. Và bây giờ đã không còn ai ngăn cản ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Hay à sư huynh ạ. Sư huynh hãy cho đệ đi cùng sư huynh, đệ muốn trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. Trời út cha, cha đệ mà huynh cũng giết, huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta, độc cô cầu dược. Bây giờ đường đi tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân. Hey, đi thôi. Sau khi ta bị đâm nhát vào, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy độc cô cầu dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm, nhưng tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô, tại đây có ba vị đại cao nhân, ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi. Thật ra môn phái mà vang danh thiên hạ đó chính là môn phái Tiếu Lâm, và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Tiếu Lâm, đó chính là môn phái Tiếu Nhi. Hey, mời phái tiếp theo. Hey, xin giới thiệu, sư phụ của ta chính là môn phái Karate Đồ. Còn ta là đồ đệ của ông ấy. Ta không phải phái Karate Đồ, ta chính là phái Karaoke Ôm. Em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Mời phái tiếp theo. Như quý vị ai cũng biết, môn phái Nga Mi là môn phái vang danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi, ta phái Nói Mi. Ông Huynh à. Cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc, gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu, chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Ây chà, ông Huynh à, nhìn cái mặt là biết chết yểu rồi. Gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Ây chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác, thật là nhạt nhẽo, tao không nói nữa đâu. Có nếu mà lạc không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây dạ, phái thiếu nhi xin chào phái Nói Mì. Phái thiếu nhi xin chào phái Karaoke Ôm. Phái Karaoke Ôm xin được chào phái thiếu nhi và phái Nói Mì. Ây dạ, phái Nói Mì xin chào hai thằng. Gọn vậy, gọn vậy. Ê nhìn đi. Cái gì? Ở mặt trời đã lên cao, ở bình minh lên đời, gà trống đã gáy, ở trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. À. Được. Nó có bằng giải không có kem mà cho xin một miếng được không? Nay da tôi tự xài đi xin cái gì? Trời đất ơi, Quỳnh à, có thể cho mượn cái đồ nạo lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, nạo lưỡi xài chung ung thư đó ba. Vậy thôi, cứ đánh kem không là được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da, thấy không? Ây da, thấy không?
Ê, con rùa nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da, thì đây là game bạc hà. Bắn vô con mắt đó, nó cay là nó chết thôi. Ai thiệt cao thủ là cao thủ. Sau khi con rùa này cay mắt chết thì một con ông xuất hiện. Ây da, con ông nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời, ai chưa kịp đánh mà nó chết rồi. Ai hết tay trên của ta? Người hết tay trên của bái nấu mì không ai khác chính là độc cô cầu dưỡng. Ai ta là ai? Là ai? Ấy da, các huynh đệ à, hình như là có tích cách đó. Phải rồi. Tích cách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tuyệt chiêu của phái nói mì ta. Tuyệt chiêu mì dân sen. Ai da, mì dân sen là cái gì? Mì dân sen trong phái tôi mới biết thôi, nghĩa là sắp hàng đó hả? Ừ, ai ai sắp hàng kìa. Dạ. Xích vô chút nữa. Anh làm cái gì? Ở chụp hình selfie đi, mới mua cây gậy nè. Chịu có đi chứ nghe. Ai da, thiệt là ai chơi, hình như là mày đang chụp hình cái thằng thích khách đó. Ai da, sao mà được hả? Ôi, tưởng cầu nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân. Thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi, nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. Ai da, đúng là cái tên tiểu tử thúi không biết lớn nhỏ là gì. Đúng rồi. Ba đại môn phái Nhi Mì đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó. Đúng rồi. Tiểu nhân không có bất tài đâu, tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì. Ai da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Qua bịt mắt giùm coi nè. Ai da, cầm đi, bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới. Thử nó đi, bịt mắt lại nè. Thử nó đi. Ai đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Nếu mày thử được cái một đồng này giá bao nhiêu? Một đồng. Đồ ngu. Mày nói nó là gì vậy hả? Chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáng được chứ. Bây giờ đổi đi. Đợi chút xíu, để đi xuống dưới mượn tiền cái đã. Trời, mượn tiền, có ai chưa mượn tiền cho đáng không đó hả? Tiền con hả? Chị này, tiền nhiều quá đi hả? Có tiền mà. Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền, để giải thích một chút xíu. Giải thích sao đây? Quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại. Phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại sao tài tiền polymer đó. Đúng rồi. Hợp lý hả? Hợp lý hả? Hay quá. Có thể bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ. Rồi, tất cả mọi người hãy tập trung. Tập trung đi hả? Đoán đi không có được khi. 500 ngàn. Ôi trời ơi. Một tờ đi hả? Bóc thử một tờ nữa đi ạ. Rồi tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Không tin. Hết tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây dạ, trên bao thư có ghi tên không hả? Là cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây dạ, quá dễ, 90 ngàn. Ây dạ. Sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng C, cách C phải 100 ngàn đó hả? Ây dạ, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? Thôi Quốc Khánh luôn. Ây dạ, thiệt là hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửi và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. Đúng rồi, đó có thời điểm này, sao có xài polymer được đâu hả? Ây dạ, trả nè. Ây da, trả cái mic luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ây da, trả cái đi hả? Cái này mỗi người còn yêu nghề nữa. Ok đi, ây da. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Thôi được. Từ đây về sau, phái nói mì ta sẽ nhận người làm đệ tử. Ây da, ngày hôm nay là nhận đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Ngày ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm gì gọi là dấu ấn đi hả? Còn có cách rồi. Hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Bây giờ không thề được đâu, cắt máu đào thào lắm à. Nay giờ có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó, trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Đang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u chẳng. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chu đất diệt đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Nó chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đông, nó cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Sư phụ bị báo chó uống vô là sủa gâu gâu đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. Sư phụ à, xương thì có liên quan gì đến máu? Tôi không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem con đây. Ây da, con cắt rồi kìa. Trời đất ơi, nó thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ây da, Quỳnh nói vậy là sao hả?
Ây da, ây da, nó mày chém nó hả? Ây da, nó nghe nè, cái gì vậy? Đủ máu rồi, đủ máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. Thôi khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi ạ. Dạ, đủ máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái show đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo, mình không chơi nữa đâu. Đúng rồi, bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? Đúng rồi, cái trò gì đây? Trò gì đây? Có cách rồi, bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. Cũng được ạ. Cũng được đi. Thì dạ, xin giới thiệu với ba sư phụ, đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm 7749 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống ạ. Nó không được đâu. Phải nói mi ta uống rượu là rụng lông mi đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là đành mạnh, chỉ có cao kê không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ à, uống đi. Ngày à, tao thiếu gì mà sống rượu được hả? Em chưa 18 đó mà. Cách sư phụ thật là nhát quá. Bây giờ uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này. Ây da, uống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? Có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm rượu trong tủ thờ đây ba? Mùi gì vậy? Có mùi lông não, chắc trong tủ quần áo đó. Không phải lông não đâu, mùi tôm tịch, hình như là trong tủ lạnh đó. Dạ, anh thử coi. Ây da, cái này nghe mùi cạch bôi, chắc là trong tủ sắt đó hả? Đưa. Hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi, có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, làm sao mà xỉn đó. Ây da, đệ tử có trò này vui lắm nè. Nó chơi cái gì trò vui? Chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Ây da, uống rượu diễn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? Bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ây da, cái trò gì vậy? Ây da, chơi cái trò đó được đó. Chơi được không? Bây giờ con bị trước cho, tại con ra đó. Sao ngu vậy ta? Vô đây. Chuẩn bị nha. Ây da. Ai làm? Sai rồi. Ai làm? Ai làm? Ai vô bị đi. Bị đi mà. Ai vô bị đi. Tao vô liền luôn đi. Hai bị máu khác màu làm cái gì? Quỳ gối xuống màu lên, tiết tấu nè, tiết tấu nhanh đi mà. Ra đi bao nhiêu ai ta ai làm vậy sai rồi ai giờ thôi không đánh đi, bây giờ làm cái gì mà hồi hộp quá vậy, ai giờ đâu hết rồi đánh đi mà, sao hồi hộp quá vậy. Xây tăng đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh cùng gian ân u cha mẹ khóc. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Ai da, chơi nữa đi con à. Chơi nữa đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Ai da. Cái tên tiểu tử núi này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó. Đúng rồi. Không có trí tuệ nữa đó. Ấy da, hôm nay ta đã hứng khởi dân chào, ta quyết định sẽ dạy cho con một tuyệt chiêu võ thuật bí truyền. Cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên ô vào quyền. Ô vào quyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Ví dụ đánh con một cái, hay. Nó không đau, đúng rồi. Ô vào quyền. Ấy da, chết tôi rồi. Ây da, hay quá. Hiểu chưa ạ? Dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi, sư phụ đánh con thử đi. Ô vào quyền. Ô
mày múa giả chân hả? Đụ tao cái đi. Ây da, mày bị cái gì vậy? Ây da, sư phụ à, sư phụ. Thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản triển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ây da, ra đi. Có một lần nữa ta hỗ trợ đến Âu Bà Quyền, sư phụ sẽ thị phạm cho coi đó hả? Bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Cha. Ai dạ, ở chóng mặt quá hả? Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là Bizama Meloto Bisamin Kovisakurajidana Tumbatit Tumbatit. À, thì ra loại độc này chính là loại độc thoại đó. Chính xác. Sao? Các ngươi thấy thế nào? À, loại độc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ây da, nó tại sao tên tiểu tử thúi người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta. Có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta còn cách sao? Love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Cùng ta đã có được bí kíp võ lâm, ta đã có được. Tại sao là một tấm gương? Tấm gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi đắt á. Ừ, xin lỗi ạ. À, ta xin tự giới thiệu, ta đó chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm, ta Mai Siêu Black. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta Mai Siêu Gute. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta chính là Mai Siêu Thị 24 giờ. Ê, quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm đệ tử bái phục sát đất. Ngươi quả là tệ đó, làm sao mà trên đời này có những cái tay võ tàu lao như vậy chứ. Đúng rồi đó. Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Yeah!
tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công. Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình, và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được, không được. Ngươi sẽ trả giá, và ngươi là kẻ phản diện. Một tiết mục rất hoành tráng, rất vui, rất bá đạo. Không biết chị Việt Hương có thấy như vậy không ạ? À, chắc chị phải nhường lời cho anh Bảo Trung, tại vì anh tâm đắc tiết mục này lắm. Dạ, xin mời anh Bảo Trung. Tại vì hát hài đó mà, diễn với mấy cái phim nọ đó là khó diễn lắm, khó hài cười lắm. Nhưng mà nãy giờ anh rất thích, anh thấy em Dư là chuyên nghiệp luôn, diễn tốt quá. Cái kịch bản này nếu mà giao về cho anh không dám diễn đâu. Anh sợ tao cười. Nhưng mà em diễn á, cái kịch bản này xung quanh là những người hỗ trợ cho em quá tốt. Khánh nè, Tuấn Dũng nè, Lạc Hoàng Long à, và cái bạn Lê Nghĩa đó, những người đó tiết tấu họ tốt quá. Và khi họ diễn đó, họ cũng giỡn, Khánh cũng giỡn và nói tiết tấu lên, tiết tấu lên. À, đặc biệt hôm nay chị mới biết Khánh là lương của em chỉ có 90 ngàn. Vậy mà từ đó tới giờ chị trả mấy trăm ngàn. Chị sai lầm rồi, chị biết giá em rồi. Để rút kinh nghiệm. Dạ, em diễn sao cái bản tài năng, em chỉ là triển vọng thôi, nhưng mà em ngang ngửa với lại bản tài năng. Rất là vui khi em dùng cái nó, xong em gắn thêm một từ vô thành cầu vượt. Và giống như anh Bảo Trung nói, khi mà mặc bộ đồ này với không phong cách thần thái của những người đóng cái tuồng cổ, tuồng xưa, là nó sẽ rất là rề rề. Còn tụi em tiết tấu cực kỳ tốt, mà một cái người diễn viên hài có cái đó trong người mình á, mình khó chết lắm. Tại người ta chết rồi mình cũng gán mình làm lên để mình ở ngoài sân khấu mình có thể sống được. Thành ra là khi mà em có cái điều đó, chị rất là vui. Và chị chào đón em bước vào cái nghề chuyên nghiệp, chứ không phải là bạn triển vọng không nữa. Cảm ơn em. Khi mà bước vào thi cái vòng này, em cảm thấy rất là vui. Bởi vì chú Bảo Trung là người em đã thần tượng từ nhỏ. Ngay từ lúc những cái băng cassette Bảo Trung cười từ 1 cho tới bao nhiêu em đều có hết. Mấy lần trước gặp chú nhưng mà không có cơ hội được diễn cho chú xem. Hồi nhỏ hồi đó là ai bộ chú lắm phải không? Dạ rất là vui. Bây giờ hết rồi hả? Dạ vui luôn. Ok, thank you em. Khi mà tụi em tập đó, xong anh Tiên có coi và anh Tiên nói là bây giờ thôi đổi một cái màu khác đi. Anh Tiên đã nghĩ ra cho tụi em cái chủ đề là làm về võ thuật. Cảm ơn anh Diệp Tiên rất nhiều. Và cũng không quên cảm ơn Khả Như, cố vấn của em, đã theo suốt tụi em trong các đêm tập. Ngày nào cũng tập từ 4-5 giờ sáng tới 4-5 giờ sáng. Em run lắm hả? Dạ em, tại vì em mập mà. Nên em giận, lâu lâu em giận động, em núi. Nãy giờ chị thấy em diễn rất là kiểu như là hùng dũng, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà em nói về anh Bảo Trung hay là em nói về người khác thì cái giọng em rất là run. Em bình tĩnh đi, em rất là tốt. Dạ. Hình thể tốt luôn. Em đủ tố chất để là một người diễn viên mà. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chị Khánh Như, chị cảm giác như thế nào sau khi xem được tiết mục của mình cố vấn như vậy ạ? À, như coi như thích quá chừng luôn. Đúng là không uổng công mấy anh em cứ 5-6 giờ sáng mới về. Cảm ơn anh Tiên rất là nhiều, bởi vì anh Tiên hầu như là đã đồng hành suốt, không bỏ sót một đêm nào. Và một lần nữa, Như lại cảm thấy một Tuấn Anh rất là tự tin hơn vòng trước nữa. Người ta hay chọc Tuấn Anh ngay từ mới bước vào Cười Xuyên Việt á, mọi người hay nói là nam diễn viên chính kịch đi thi hài kịch. Nhưng mà hôm nay Tuấn Anh đã có tiết tấu và cả mảng miếng một cách tự nhiên như vậy, cảm thấy rất là vui. Bản thân Tuấn Anh là một người rất là cố gắng. Dạ, hồi nãy trước khi mà em lên thi anh rất là hồi hộp. 3 đêm liên tiếp là tụi em tập từ 11 giờ đi diễn về tới 6 giờ sáng, rất là mệt. Mà ngày hôm nay với thành quả vậy anh rất là hạnh phúc. Và anh thật sự đã rất mừng cho em. Chúc mừng em rất nhiều Tuấn Anh. Cảm ơn, cảm ơn diễn Diệp Tiên rất nhiều. Đây một ước mơ đó, cho nên là người em đã thực hiện được rồi. Thì bây giờ với sự cổ vũ của Dũng thì Tuấn Anh cũng tự tin. Nhưng mà chắc chắn là sẽ cố gắng hết mình để mọi người công nhận mình trong chương trình Người Xuyên Việt năm 2017.
Lạc Hoàng Lâm. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Hey đi. Và đó hai người. Và đây một người. Chơi sao lại? Không có đường nào mà chơi lại. Chứ ông tưởng tôi sướng lắm hả? Bưng cái đầu lưng muốn trèo em qua hàm đây nè. Chứ bộ tôi sướng hơn ông sao? Trời đất ơi, tự nhiên bắt tôi làm cái đuôi của ông. Đồ cho già quá ăn một mít. Mà ông làm vậy chi vậy hả? Thì tôi muốn thể hiện cho bà coi. Thể hiện hả? Ờ. Mấy lâu nay ông vẫn thể hiện mà có bao giờ bà đáp lại tình thương của bà của ông đâu. Tôi đây nè, bà mới là yêu tôi nè. Ông đừng có xạo, bà nói bà yêu tôi rõ ràng à. À, ông nói như vậy giống như là ông muốn khiêu chiến có đúng không? Tôi không có khiêu chiến nhưng mà bà yêu tôi mà. Ông muốn khiêu chiến có đúng không? Bà yêu tôi đó, ông hỏi đi hai bố. Tôi nói thiệt cho ông. Ông hãy nói mà. Đã bỏ đi hai bố ơi. Mày né ra cho bố thể hiện. Cái con người của ông là phải... Rồi, bỏ đi. Mày né ra cho bố thể hiện. Khù máu trong luôn. Bỏ đi bố ơi. Mày né ra cho bố thể hiện. Chết. Đưa bố đi bệnh viện. Ông á, ông quýnh không có lại đâu. Trừ khi ông kiếm hàng, ông xúc mới lại thôi. À, hết cho ông lại đây không có đồ chơi. Nếu có đồ chơi là ông mệt rồi. Ai mua cây đánh lộn đánh lạo, xúc nhau không? Tên gì đây? Taylor Swift. À, tên tiếng Việt. Thúy Loan Swan. À, Thúy Loan Swan. Ừ. Bán gì đây? Bán cây đập lộn. Bây giờ có hai loại. Một loại đập đầu chảy máu, một loại đập đầu không chảy máu. Ông muốn mua loại nào? Vậy có loại nào đập đầu ở tù không? Có luôn, 30 đồng. Nói về 30 đồng. Nè, nếu mà cây mà 30 đồng đó nha, là chỉ có thể kêu bíp, 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 bíp. Thôi thôi đi. Có cái khác không? Có, roi điện, 30 đồng. Nếu mà nói về roi điện nè, sợ chưa nè. Roi điện á nha, là ông chỉ có nước mà đứng im vậy rồi. Mà điện đâu? Chưa sạc. Trời đất ơi, tốn 60 đồng mà không hạ được kẻ thù. Đi vô đi Thí Lon, xin quản. Hey. Ủa, cái gì vậy? Chết tiếng xe của bà Như. Nhanh. Về bà, về nha. The chase in my heart, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Trời đất ơi, chết rồi, bể hết chén dĩa rồi. Trốn tránh trách nhiệm thôi. Làm tôi không có nhà lỡ nhà ha. Đang đứng rồi mà mới nhạc Lâm. Ai bài ra? Còn ai nữa? Bà Lý Lâm. Mày hay lắm. Ê, bà kia xanh mà. Tới cái tai của tôi á là tôi không có để yên được. Tôi phải kiếm cái này kiếm cái kia. Chứ không bao giờ mà tôi để yên được. Ê, ông làm gì vậy? Cái này điện giật. Cha già đó. Tôi làm đó. Tại sao? Bởi vì tôi thương bà. Có cái chuyện thương nhau. Nói từ thời bên ở Việt Nam qua đây 30 năm rồi ông vẫn còn nhây là sao vậy? Đó là định mệnh rồi. Bà nhớ không? Đó là định mệnh rồi. Khi ở bên Việt Nam tôi cua bà không được. Đến khi mà qua nước ngoài, nước Mỹ này nè, bà hốt tôi về. Bà ở thấy chưa? Cái gì? Nhưng mà tôi không có chấp nhận. Ông đừng có tưởng là những chuyện đằng sau lưng ông tôi không hề biết. Em sai rồi, cô bé à. Anh là anh chưa bao giờ anh làm cái chuyện gì sau lưng em hết. Kể cả đi chơi, anh đưa em về nhà, sau đó anh quành đầu xe anh về luôn. Anh không hẹn hò bất cứ cô gái nào. Em sai rồi. Phải rồi, em sai rồi. Nhưng mà anh đâu hề biết là anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Bà vô nhà rồi. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chuyện anh. Thì ra bấy lâu nay bà follow tôi à? Bởi vậy nó rõ như trong lòng bàn tay tôi nè.
chuyện tình mình sai rồi. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng. Ê, ghê quá. Bây giờ cất cái này ở đâu đây? Tôi không có biết. Thôi cất vô TV đi. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm. Tắt thôi. À, tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là tình yêu của tôi với bà đã có ai đó đâm thọt đúng không? Tôi đâm thọt rồi sao? Tại sao lại đâm thọt? Vì tình yêu có thể làm tất cả. Vì bà mà bạn đứng anh em. Không có em đời anh tan nát. Thuốc sức lát hiệu bài gì hai? Đi hả? Tình yêu sức lát gì trời. Ông muốn cái gì? Tôi muốn nói với bà là hồi xưa tôi cũng yêu bà nhớ không? Nè, cái chuyện này tôi nói với ông từ hồi còn ở quê kìa. Tôi nói với ông sao? Tôi có yêu ông, đúng không? Tôi qua nhà ông, ngày hôm đó tôi qua nhà ông tôi chơi với ông vậy mà ông không chơi với tôi. 12 giờ đêm ông đuổi tôi về giống như giờ ông đuổi nè. Trời ơi, bệnh mà. Bà nhớ kỹ lại đi. Hồi đó đó, lúc đó là ba tôi đang ở dưới nhà. Xong cái bà ở trên lầu á, bà ca hát sùm. Cho nên tôi thấy bà ồn quá, tôi mới nói với bà là khẽ thôi, cưng à. Xin xin thật xin khi ba em ngủ dưới nhà. Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà. Rồi thần đà ông lên xe vặt luôn cả lông gà. Thôi. Trời ơi mấy ông thôi chưa? Hả? Mấy ông muốn tôi chết sớm hay sao? Ê bà Như có sao không vậy? Ngủ đó, mệt quá. Đi ngủ đi. Ê. Bà Như. Tôi nói này nha. Tôi thấy bệnh của bà càng ngày càng nặng á. Nghe lời tôi đi mổ nha. Mổ nhiều tiền lắm. Không có sao đâu. Bà đi đâu mà từ sáng tới giờ vậy? À. Gần tới Tết nguyên tiêu rồi đi kiếm cái lồng đèn kiếm vô chợ Việt Nam kiếm mua treo cho đỡ nhớ nhà mà không có. Bữa nào tôi làm cho ha. Ông làm nghề gì vậy? Tôi làm thiêu thụa mái giá rồi đó. Trời, có cái áo dài của tôi mai một năm trời chưa xong. Ông nhắm ông làm được cái gì hả? Tôi nói ở đây nè, không ai giàu ngay trơn á. Nếu mấy ông khá giả thì đâu có lại ở nhờ nhà tôi như vậy hả? Trừ khi nào mà có tiền từ trên trời rơi xuống tôi trị bệnh, còn không thì thôi đừng có bàn nữa. Bà Như à. Từng tuổi già này mà có trai quan tâm thấy bảnh ghê chưa. Bà giỡn. Không, mệt thiệt. Để tôi có bác sĩ thú y nè. Vô đây. Vô đi. Đó, yên tâm nha, có bác sĩ thú y lo rồi. Thấy tôi lo quá. Có sốt ruột không? Sốt sao không sốt? Bây giờ chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền. Bằng mỗi giá phải kiếm tiền không ơi? Cái kế hoạch của mình sao rồi? Kế hoạch sao rồi? Thì đợi ông Dũng về thôi, mà sao cha này gọi ông dữ vậy? Phải gọi tới ơi. Ê, cái gì vậy? Đâu hả? Khốn nạn là nó dám mang keo đen vô mắt kiến nè. Kế hoạch của tụi mình á, sao rồi? Chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Xong hết rồi hả? Vậy bây giờ ba chúng ta ngày hôm nay quyết định đi cướp ngân hàng. Không, cướp cái gì? Tôi đang vẫn còn lo nè. Lo gì? Lo lắm. Bây giờ tôi chuẩn bị sẵn 100 cái lá phiếu, hiểu không? Bây giờ mình bóc mà trúng cái ngành nghề nào thì mình đi kiếm tiền bằng cái nghề đó. Vậy đi. Nhất thiết là phải đi cướp. Đúng rồi. Bóc trước đi. Bóc trước đi nè. Lẹ đi nè. Cướp. Chui. Tay xui dụi. Bóc cũng không được xui dụi. Tướng cướp. Xui hay xui? Ta không có chịu xào lên như vậy nè, người ta bóc nó đỡ hơn. Trời đất ơi, nhất quá tam không lẽ lần thứ hai tôi xui tới nỗi trời đất ơi cướp ngân hàng luôn à. Vậy là định mệnh rồi sao? Bây giờ sao đây? Hả? Bây giờ cái gì? Còn 97 lá còn lại. Thôi 97 lá khỏi mở cướp hết đó. Sao kỳ vậy? Kìa. Nãy ghi có 3 lá, mỗi tay có còn nhiêu đi photocopy. Không có dẹp cái gì? Không được cái gì hết trơn vậy. Tào lao không à? Nè bây giờ như vậy nè, ý của tôi á là bây giờ tôi đã tính hết kế hoạch rồi nhưng mà vẫn còn thiếu sót. À, gì hả? Là ba đứa mình phải có một cái phương tiện giống như cái xe đó để đi cướp. Nếu mà nói về xe tôi có. Vậy hả? Tôi có. Đợi tôi đi. Quen với ông đỡ lắm. Hết rồi thì đỡ tôi đó. Xe ơi. Đi nè. Xe tôi đó. Xe này chạy rất là hay nha. Nó có bình, rất là nhiều bình. Bình mà hết bình rồi. Mà sao kỳ vậy? Xin lỗi nha, đã sao... đi tội hết pin với mấy ông này, tôi lấy tôi sạc đỡ. Đúng là quá ngu sẩn. Nè các ông, hãy nghe tôi nói. Cái điều đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chúng ta phải cướp xe ghi vô. Cướp xe. Đúng.
có ai có bằng lái không? Không, không. Chúng ta phải đi cướp bằng lái trước. Đúng, bằng lái là BL. Hay quá. Mà nếu như cướp được bằng lái, chúng ta phải đi tới đâu? Chúng ta phải đi tới trung tâm dạy lái xe thôi. Có ai biết đường không? Không. Vậy chúng ta phải đi cướp bản đồ. Đúng rồi, bản đồ là BD. Hay quá, quá chính xác. Mà muốn cướp được cái BD này, chúng ta phải tới đâu? Chúng ta phải đi tới hồ bơi thôi. Không, BD bản đồ tới nhà sách. Nhà sách. Ghi vô. Cái gì? Cái gì? Tôi thấy sai sao á? Sai gì? Cái mục đích của chúng ta là cướp ngân hàng. Ờ. Sao giờ tôi thấy ngân hàng nó xa tầm với quá vậy? Mà tôi nói nghe nha, lỡ mà cướp ngân hàng á bị bắt á là bóc một cuốn nè, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn với năm cuốn tay tôi nữa, rồi nguyên dĩa bánh cuốn luôn. Anh Long ra không? Giải thích như vậy mà cũng giải thích đâu, quan trọng là đây nè, cướp được cái xe thôi, hiểu chưa? Đúng rồi, cướp chiếc xe đó. Cướp chiếc xe, cướp làm cái gì? Ngân hàng bên đường thì băng bộ qua là được rồi. Ủa vậy hả? À, hay quá vậy. Cướp ngân hàng. Tiến lên. Trời ơi, sao mà không ai nói với tôi là hôm nay chủ nhật ngân hàng đóng cửa. Trời đất ơi. Thôi lỡ để qua thứ hai cướp. Qua thứ hai cướp luôn. Vậy đi, vậy đi. Nói nghe, sẵn tiện có cái thời gian bây giờ mình phải tập. Mình tập cướp, mình tới mình cướp cho nó kỹ. Đúng rồi. Vậy tập thử ha. Tập thử. Người phân công nha, ông sẽ làm giám đốc ngân hàng. Còn ông là tướng cướp của cướp ngân hàng. Bắt đầu. Xin chào quý khách, tôi là Kiều, giám đốc của ngân hàng này. Quý khách cần gì? Tôi muốn cướp ngân hàng. Trời đất ơi, ngân hàng của Kiều mới khai trương, chưa có ai vô bỏ tiền, hết tiền đâu mà cướp đây. Bây giờ Kiều không còn cái gì hết á. Không quay bây giờ cướp đỡ cái này đi. Vì ham mê giàu sang, Kiều bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em thơ cuộc chơi. Thôi. Ông khoái cười lắm hả? Tập bay tập ba không à? Làm lại đi. Ông tướng cướp, bây giờ giám đốc ngân hàng là tôi cho ông vô hụ hợ đi. Xin chào quý khách. Cướp đây. Ngân hàng mới khai trương, ba bị cướp hai lần rồi. Lần đầu tôi không nói đi, lần sau cướp luôn nàng Kiều. Đến bây giờ cô ấy uất ức, cô ấy tự giận rồi. Hình ảnh cô ấy đây. Có hiểu gì sao là chỉ có cái thân này lên không? Không. Tại sao vậy? Cô ấy mang thân rồi. Nhìn lại chính mình đi. Về đi. Làm lại từ đầu đi. Tôi xin phép được lui cung để làm lại từ đầu. Ngân hàng không còn tiền đâu. Chỉ có thân của tôi thôi. Mà tôi cũng mắc bệnh nan y rồi. Chụp X quang luôn. Bác sĩ nói bây giờ phải chờ đợi kết quả. Trời ơi! Cái gì vậy? Tại sao một bộ xương nằm trên đống kẽm gai? Ông bị bệnh gì? Gai cột sống. Ông đỡ hơn tôi, ông đỡ hơn tôi. Ông bệnh gì? Ông còn được vô bệnh viện chụp X quang. Tôi phải ghé cái tiệm chụp hình thẻ. Trời ơi! Bệnh gì có hình con khỉ ban ra đường vậy? Tôi bị đau ban khỉ. Trời ơi. Hey. Ê, mới tập có chút xíu mà bây giờ qua lên tới thứ hai rồi kìa. Vậy lẹ quá vậy, bây giờ làm sao đây? Cướp ngân hàng tôi. Cướp ngân hàng đi. Yo. Cảm ơn quý khách đã chọn ngân hàng cười chuyên diện của chúng tôi. Ngân hàng của chúng tôi là ngân hàng tốt nhất hiện nay. Ngân hàng của chúng tôi được bảo vệ bởi hai vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp để chúng ta tránh khỏi những vụ cướp ngân hàng. Hello everybody! Let's go! Sit down! Hello ladies and gentlemen! I am the final cướp ngân hàng, you know?
Xin chào. Keep silent. Keep silent. Ồ, keep da sầu. Anh ba đang trường đi đâu đây? Không, tôi giám đốc ngân hàng. Biết nói tiếng Việt à? Đi ra đây. Ủa, còn anh lái. Cái gì vậy? Anh cướp đúng không? Anh cướp. Ủa, tiền để đâu? Để trong kia kìa. Ủa, anh, đi cướp con mình hả? Alo, cao lực sĩ hả? An toàn rồi, vô đi. Con bướm xinh, con bướm hoa tình. Đùa vui với lũ hoa bao hoa mai đang đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà. Tựa bay tên nữ trong cung nhà mình. Cha cha cha. Ăn cướp đây. Cha. Đi ăn cướp chắc con hay chi vậy? Cao lực sĩ ra đây. Dạ. Bây giờ tôi hỏi mày, đi cướp ngân hàng hay đi lễ Tết Trung Thu giao lưu cùng các bé? Dạ, tất nhiên là đi ăn cướp ngân hàng rồi. Tại sao mặc đồ con bướm? Trời ơi, đại ca không biết cái gì hết. Đi ăn cướp ngân hàng, quá trang tình bướm bướm. Sau đó, cảnh sát nó không có bắt bướm bướm. Vậy là cảnh sát không bắt bướm bướm hả? Đúng rồi, nó chỉ bắt người thôi. Thông minh quá, mời nhóm kịch chăn ngào qua cướp. Dạ, tụi bay, đứng lên. Quỳ xuống. Nằm luôn đi. Lăn vô trong cho ta. Ồ, khoan anh. Sao? Trong coi phòng này được không? Chi? Phòng kia có máy lạnh. Nhanh. Rồi, đây, mọi người đi thẳng nha, xếp bằng hành ngang ngang nha. Rồi, đi thẳng nè. Đi thẳng vô phòng máy lạnh nè, cho mấy anh cướp dễ dàng nè. Lẹ lên, vô nè. Vô phòng máy lạnh nha. Trời ơi, cha. Cái remote để quên ngoài rồi. Số đó vô hết rồi. Dạ. Tao với mày không cần che giấu thân phận nữa. Cởi mặt nạ ra đi. Tại ta biết Thánh rồi chị. Làm gì vậy? Em tẩy trang này ra. Mày điên hả? Mày không đeo mặt nạ mà đứng mày tẩy trang. Dạ. Bây giờ hành động. Anh vô lấy két sắt. Đứng đây canh nghe chưa? Được, đại ca. Tin tưởng được không? Đại ca cứ tin tưởng em. Ok. Nhìn về em thôi chứ không ai dám điều khiển được em đâu. Đây, vô đây. Con là con bướm hả? Con là con bướm hả? Chơi đồ chơi mà, ai mua đồ chơi cho con? Hả? Nè, con ơi, ở đây là ngân hàng chứ không phải công viên công dân chơi Trung Thu nghe không? Chút xíu để mấy chú cướp 1000 bắn đun là chết nha. Tôi là ăn cướp. Đi về ngoan. Chào chào, ăn cướp cái gì? Đi về nhà thiếu nhi tham gia phong trào đi con. Trời ơi, tôi là cướp mà. Đại ca ơi. Chó. Ơi, súng thiệt. Thiệt ơi, sao có tiếng súng đâu vậy? Chị ơi, hả? Có ba già ăn hiếp em đại ca. Ra ngoài canh cửa. Dạ. Ba ông. 1, 2, 3. Ba ông là ai? Cướp ngân hàng. Mày là ai? Cướp ngân hàng mà không biết ta à? Tha mã làm cướp Vũ Quốc Khánh. Anh ơi, em cướp ngân hàng mà em già rồi anh ơi, sống nay chết mai tha cho em đi anh ơi. Đúng rồi đó anh ơi, tôi già như chuối chín cây gió lay, tôi rụng hai ngày mồ côi. Trời đất ơi, dáng tiệc chứ bồ coi tội lắm mày ơi, đôi cơm các nước biết người nào lo, đôi cơm các nước biết người nào lo, đúng không mày? Đúng rồi mày. Con số 7. Vậy? Băng cướp lô tô đi qua Mỹ chơi hả? Cái gì? Muốn lấy tiền hả? Đi về đi. Ở đây tôi là người cướp trước, số tiền này phải thuộc về tôi. Hiểu chưa? Nhưng mà ông tới đây bao lâu rồi mà ông nói ông cướp trước? Tới đây cái đây 5 phút rồi. 5 phút mà nó cướp trước, tôi tới nửa tiếng rồi nè. Tôi tới nửa tiếng sao nãy giờ không vô? Ngồi uống cà phê á. Thiệt không? Thiệt á. Chắc không? Chắc luôn. Ồ, nghe vậy luôn à? Nè, nói cho chú em mày được biết. Thấy đầu hai ba thứ tóc không? Tao đi cướp từ trẻ rồi. Cướp từ cái lúc mà tay chưa rung đến bây giờ gặp chú em tao rung quá. Cái gì? Từ cái lúc tay chưa rung bây giờ bị bệnh nó rung rồi. Chú em cướp ngân hàng bao nhiêu lần rồi? Đây là ngân hàng đầu tiên. Ngân hàng đầu tiên. Tôi cũng mới cướp lần đầu tiên. Mày ba gì? Nhưng mà không phải. Cướp ngân hàng lần đầu tiên thôi. Nhưng mà hồi xưa á, tôi chuyên gia là tôi đi cướp tiền của các Á Quân. Biết Quỳnh Lập không? Nguyễn Anh Tú, Lê Dương Bảo Lâm không? Ê, tào lao. Làm những cái chuyện cướp Á Quân tôi không tin, tôi không tin. Trời đất ơi. Tin tôi đi. Nó cướp lên trời. Trời ơi, cướp. Thôi, chứ em không có tiền. Tôi nấu cướp tiền em hết rồi. Mọi người cẩn thận của chừng nó cướp tiền đó. Tin đi. Nó cướp tiền tôi đó. Anh nghĩ nó cướp tiền tôi mà nó còn cướp. Tôi
báo đang cướp quán quân là ông hả? Đúng. Ai chà, hâm mộ ông quá. Nếu như ông là cướp, tôi cũng là cướp, thì bây giờ chúng ta chia 50-50 đi. Ê, không cần 50-50 đâu, cần 100.000 đô là đủ rồi. 100.000 đô thôi hả? Ờ. Đơn giản thôi mà, 100.000 đô có sẵn ở đây. Đây, 100.000. Trời ơi, ông tốt bụng quá. Cảm ơn. Thôi được rồi, có tiền rồi. Ủa, sao tiền có một mặt vậy? Cái gì? Tiền giả. Thằng giám đốc đâu? Dạ gì anh? Em đang xong hơi, kêu em ra gì vậy? Tại sao tiền giả không vậy hả? Tiền giả đúng rồi, tiền trưng bày mà. Tiền thiệt đâu? Ngân hàng mới khai trương làm gì có tiền thiệt, khùng quá nên dễ cướp dễ dàng vậy nè. Vậy tao phải giết mày. Đừng có bắn ta, tự nhiên giết ta kỳ vậy? Bởi vì nó thấy mặt bốn đứa mình rồi, nó mà báo police là một hơi bắt bốn đứa mình bây giờ để tôi xử nó cho. Tôi cướp lâu rồi có kinh nghiệm, để tôi xử nó cho. Lẹ đi, cho một phút hỏi ý thôi. Sao đi bây giờ, sao đi bây giờ? Ra con cái tiếng nổ đùng, giả bộ té xuống chết nha. Ôi mày sao xong lại đã chết? Mày phải làm bây giờ, chết thiệt bây giờ. Bây giờ mở trách xuống mày đi. Mày điên quá, bây giờ mở trách xuống 16 đi nha, 15 là tiếng bơm đạn á. Mày phải chết. Mày phải chết. Tao tha cho mày đó, tao không tha cho mày nữa. Chết nhăn răng rồi. Tao nạo hàm răng mày ra đi. Em còn sống. Tại sao nó còn sống? Nhấn mặt hả? Sáng đi gấp quá, quên bỏ đạn vô. Cho mượn súng để bắn nha. Súng nó giờ bắn hết đạn rồi. Ai mua đạn bỏ vô súng không? Ai vậy? Bây giờ sao hả? Tại mày mà ra nông nổi này, mày phải trả tao. Ê, đứng đây coi chung kết xếp hạng hả? Quên. Ủa sao không ai trúng đạn hả chị? Ủa vậy cuối cùng ai trúng đạn? Chúng tôi nè. Vì chiến đừng có gọi nữa, bị thương rồi, không có xếp qua được. Quả báo mà. Cảnh sát tới rồi, đông vui lắm. Chúc mừng, cuối cùng chúng ta cũng bị bắt. Yeah. Vui á. Tụi bay đừng có vội mừng. Trước khi vào đây, tao đã cài bơm khắp cái ngân hàng này rồi. Đúng rồi đó mày, tao cũng đã cài bơm khắp người. Từ trước tới giờ, tao có một luật lệ, thà bị chết chứ không để bị bắt. Tụi bay câu giờ, tụi bay phải lãnh hậu quả này. Đánh đánh đó, mày im đi. Đi. Sao cao quá vậy ta? Ước gì có ghế, đi kiếm ghế. Chết đi. Chết. Sao không được vậy? Em quên gắn pin đại ca. Hai này cướp nè. Nhất là nhỏ nè. Em là con bùm bùm anh ơi. Bùm bùm hả? Bắt mày dậy cho chim ăn luôn. Bùm bùm mày. Bắt hết đi. Cuối cùng bắt được hai này. Chú ơi. Dạ. Tôi cũng là cướp nè, sao chú không bắt tôi luôn đi? Đâu. Con nói với cảnh sát á, chú là người hùng, chứ không phải ăn cướp. Tôi là người hùng hả? Dạ. Ông bà chú, con thấy chú là người tốt vậy, tự nhiên đi ăn cướp sao vậy, chứ vậy? Không nói giấu gì chú, có bà bạn bệnh nặng lắm. Hả? Muốn kiếm tiền chữa cho bà. Nhưng mà không sao, tôi tìm cách khác được.
Xin lỗi chú nhiều nha. Nhưng mà chú không sao đâu, không sao đâu. Xin lỗi chú. Trời đất ơi là trời. Ê, ông ngoài cái áo luôn nè. Trời đất ơi. Ông phải cái cao quá đi. Mày đâu đi mà không nhầm ngó chứ mày cao vậy? Đồ đâu mặc đồng phục vậy? Ông nghe hô ông Mai, giờ đi qua bên chỗ kia đi lấy thêm cái quần nữa. Thiếu cái quần à. Sao biết làm? Thường thì biết hết. Thấy tôi mặc cao dài ông Mai đẹp không? Đẹp lắm. Tôi làm những thứ này tất cả là dành cho bà. Nhưng mà tôi xin lỗi bà nha. Tôi muốn kiếm tiền cho bà chữa bệnh. Mấy anh em tôi đi kiếm nhiều cách rồi mà không có. Ngay cả cái việc mà tụi tôi định... Định làm gì? Định đi làm thêm. Cũng không có tiền cho bà luôn. Mấy ông khỏe, sống thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau, chăm sóc cho tôi quý rồi, cái tình già mới quan trọng. Tôi nói với ông nè, có một cái tin vui. Tin gì vậy bà? Có tiền rồi. Ủa, có tiền ở đâu vậy? Hôm qua có một cái ông nói ông giám đốc ngân hàng, ông lại ông dúi tôi số tiền lớn lắm. Cái tôi nói trời ơi, tự nhiên đâu có không đưa tôi cái số tiền đó. Ông nói là nhờ mấy ông á cứu ngân hàng, mà nhờ có mấy ông á mới cứu mạng được nhiều người lắm á, cái đưa tiền cho tôi. Tôi đâu có chịu đâu, nhưng mà tôi quyết định tôi nhận. Nhận rồi hả? Có tiền rồi, đi chữa bệnh nha. Tôi lấy cái số tiền đó tôi chia đều cho mấy anh em trong nhà nè. Tính tình kỳ cục. Có tiền không lo cho sức khỏe của mình đi. Chia làm cái gì? Tôi lo chứ. Già rồi, nghe bệnh sợ lắm. Tôi sợ cái cảm giác mà vô trong bệnh viện á, nhắm mắt cho người ta mổ, mở mắt dậy thấy mình chết rồi. Đừng có nói vậy, xui quậy lắm bà Như. Tôi biết ông thương tôi, nhưng mà ông biết không, cái tuổi già của mình á, nó giống như cái lồng đèn vậy đó, lắc lư trước gió, đèn nó hiu hắt lắm, tắt lúc nào không hay. Một ngọn đèn thì có thể tắt, nhưng mà nhiều ngọn đèn phần hỗ trợ của diễn viên Khả Như, Quốc Khánh, Tuấn Dũng, Bá Đức, là Hoàng Long, Duy Dương, Xuân Tiến và Kim Quanh. Một tràng pháo tay thật lớn cho ekip ạ. Vâng, xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
Dạ chúc mừng anh tặng cho anh ạ. Cảm ơn em. Có bấm xin. Dạ. Nãy giờ tôi ngồi ở trong tôi xem, tôi chứng kiến tiết mục này quả là hấp dẫn, quả là vui. Theo quý vị khán giả thì tiết mục này có thành công không ạ? Có thành công không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và sau đây là những lời nhận xét góp ý đến từ ban giám khảo. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. À, xin cảm ơn Tuấn Anh, xin cảm ơn tất cả các bạn phụ diễn. Các bạn đã đem đến một cái bữa tiệc nghệ thuật rất là thú vị. Qua cái tiết mục của bạn thì tôi cảm nhận được những cái điều mà tôi thấy rất là bằng lòng. Đó là tiết tấu rất là tốt. Tiết tấu rất tốt và có rất nhiều những tình tiết để làm cho khán giả vui cười với các bạn. Và đặc biệt một cái rất ấn tượng cuối cùng, ngoài việc tiểu phẩm có ý nghĩa ra, tiết mục có ý nghĩa ra, thì nó còn có một điều nữa là ai cũng phải thừa nhận rằng là cái kết rất là đẹp, hình ảnh đẹp, nội dung đẹp. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. Dạ xin mời chị Việt Hương ạ. Trước tiên chị nghĩ chắc Tuấn Anh phải cảm ơn tất cả các bạn hôm nay hỗ trợ cho em. Đặc biệt là các bạn tiết tấu rất tốt, chặt chẽ, mà tôi nghĩ các bạn tập rất nhiều mới được như vậy. Kể như liên tục lật tình huống. Chị hơi lo một chút xíu là chị có vô tình xem một cái bộ phim của Mỹ, cũng ba ông già đi cướp. Cho nên là chị sợ là tụi em sẽ làm giống như vậy. Và trong cái bộ phim đó có một cái tình huống rất là dễ thương. Đó là cái người cô bé nhỏ xíu, 5-6 tuổi, người châu Á. Chị cũng tự nghĩ đó là người Việt Nam. Là cô bé đó đã cứu ông già một bàn thua trông thấy. Nếu cô bé đó chỉ thì ông già đã bị bắt đi tù rồi. Thế mà cô bé người châu Á đó không phải là binh người cướp mà mình quý. Nhưng mà cái cô bé đó lại nói là không có, tại vì ông bệnh rất nặng. Thì bây giờ tụi em lại đổi cái tình huống là một cái người bạn ở xa xứ, một cái người bạn đẹp như Khả Như thì tôi nghĩ là nên cứu chứ hả? Dạ, và dạ, cỡ tôi thì cho chết luôn đi, chứ Như là phải cứu thôi, tại Như quá đẹp. Một cái bà già sang trọng, bựng một cái bộ áo dài nhung chặt chém tôi. Đó, phải cứu bà thôi. Và khi mà Như cái tình cảm của cái người xa xứ, và tụi em đặt ở đây là tình huống ở người mình ở rất xa, ở một cái nơi khác, thì cái tình cảm rất ấm áp. Và đặc biệt cái ngày Trung Thu nó sẽ bị quên lãng dần, mà ở đây các em lại làm lại cái hình ảnh là cái lồng đèn, đưa cái lồng đèn mà làm bằng tay chứ không phải giờ là bấm pin ra. Các em đưa ra xong cái dàn lồng đèn rớt xuống, tất cả các bạn hỗ trợ ra cầm cái lồng đèn ra. Nếu ai là xa xứ mà xem tiết mục này thì tôi nghĩ sẽ rất là xúc động. Và toàn bộ các bạn hôm nay là hỗ trợ bạn hết mình để nâng bước cho bạn đi tới cái ngày chung kết ngày hôm nay. Chúc mừng tiết mục của bạn. Ở đúng rồi. Và bây giờ xin giới thiệu cho mọi người. Mọi người có nhớ không, cứ đầm tháng 7 hàng năm là Ngu Lan và Trích Nữ sẽ gặp nhau tại cầu Ô Thước. Và cũng vì thế, ngày hôm nay tại xóm Ô Kìa lại xuất hiện một cặp thi đấu nảy lửa giữa hai đội Siêu Mỏng và Siêu Mỡ. Lý do của cuộc thi đấu là do hai người đó sân si, đúng không? Sân si coi nói nhau là coi cái thân hình của mình, ai là thân hình hợp lý. Và bây giờ để xem ai hợp lý, mời mọi người trong tràng pháo tay để đón chào đội Siêu Mỏng. Đội Siêu Mỏng tập hợp. Đội Siêu Mỏng thân hình nóng bỏng. Wow, nó thiệt là nóng bỏng quá đi. Và bây giờ mọi người ơi, hãy cho thêm một tràng pháo tay nữa để đón chào đội Siêu Mỏng. Siêu Mỏng, Siêu Mỏng thân hình nảy nở. Thiệt là nảy nở. Lý do, mọi người ơi, mọi người nhìn hai đội đi. Hai đội trên đây tượng trưng cho hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất, ăn hoài không bao giờ mập. Nhóm người thứ hai, hít thở không cũng mập. Ê, tao mập thêm 3kg rồi nè. Trời ơi, tôi tin rồi nha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa. Mọi người ơi, lý do của cuộc thi đấu ngày hôm nay, chủ đề là gì? Chủ đề đó chính là ăn nhanh. Trời gì chứ, ăn là nghề của tụi mình mà. Nhanh là nghề bên này. Yeah. Bởi như vậy mới bất phân thắng bại. Và bây giờ xin phép mọi người cho tôi được lên món. Cổ tích kể lại rằng ngày xưa có một vị hoàng tử do cự lộn với vua cha, nội bộ gia đình xào xáo, cho nên chàng đã xách ba lô lên và đi. Chàng đến một quán đảo lạ, được một con chim lạ bay cho một hạt giống lạ, mọc ra một cái trái lạ. Nhưng tên của chàng thì không hề lạ, nhưng đó chính là Mai An Tim.
Mai An Tim hân hạnh tài trợ 6 miếng dưa hấu ế này. Vỗ tay. Đây dưa hấu đang dày mà kêu ế. Thôi được rồi, vậy bây giờ bắt đầu cuộc thi. Đầu tiên là đội siêu mẫu. Các bạn nghe tôi nói đây. Năm trước Mai An Tim chăn dưa hấu trong vòng 15 giây. Không biết năm nay các bạn có chiến thuật gì không? Cố gắng hết mình. Và bây giờ thời gian chuẩn bị bắt đầu. Xong rồi. Thời gian đã dừng lại 8 giây. Các bạn đã phá kỷ lục của Mai An Tim rồi. Quá hay, quá xuất sắc. Anh ơi. Ăn quá chị ăn luôn, độ quá. Tới em thi chưa? Bây giờ tới em thi nè. Mỗi lần em thi là em hồi hộp hết trời luôn. Hồi hộp lắm phải không? Dạ. Hồi hộp quá, đi về đi, đừng thi nữa. Đâu được. Quên, cho em thi chứ, quên. Dạ. Bây giờ thi nha. Dạ. Thời gian đang chuẩn bị nè. Tua lại. Tất cả chuẩn bị. Bắt đầu. Em được mấy giây vậy anh? Anh ơi, em được mấy giây vậy? Tao chưa kịp bấm giờ luôn á. Cho nó là sao? Trời ơi, là các bạn là người chiến thắng rồi. Trời ơi. Mai Tim sẽ trao phần thưởng dành cho người chiến thắng. Mai Tim, để tao. Giận giải. Chuẩn bị phát biểu. Nhanh đi. Phát biểu đi em. Trời ơi. Nhanh đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em được cảm ơn đến cha mẹ. Cha mẹ con dưới thấy con rõ không cha mẹ? Rõ hả? Dạ, lời nói thứ hai em cảm ơn đến ban tổ chức. Dạ, cảm ơn anh ban tổ chức đây. Cảm ơn ban tổ chức đã chịu chi cho em ăn có 3 miếng dưa hấu mà mời mười mấy con người hoành tráng quá. Dạ, lời nói thứ ba em cảm ơn đến thầy cô. Mọi người ơi, khi dạ. em nó vô hết giờ rồi. Khi nó vô. Bây giờ. Hả? Ủa, em thi vậy là xong rồi đó hả? Xong rồi em. Trời ơi, chung kết thì nhạt nhẽo vậy. Ừ, nhạt. Cho em xuống đi, trời ơi, em còn thi nữa, chả nè. Tôi phản đối. Mày ăn gian. Tôi không phục. Ủa, mắc gì không phục? Thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Nè, tao nói cho mày biết. Tao đại diện cho thí sinh ở bảng thi triển vọng đã rớt từ những vòng trước. Tao mời mày lên quýnh lộn. Cái mặt quen quen chắc tao sợ mày à. Nó vào vô mày. Phát ơi, bà nội mày tới rồi. Hả? Bà nội tới. Trời ơi, nó mất con nội ơi. Trời đất ơi. Mấy thằng cô hồn, mấy thằng các bạn. Trời ơi, mày nghĩ làm sao mày lấy cái thân bồ tử của mày, mày đè lên cái thân bồ liễu của cháu tao. Trời ơi, tao quên tụi mày chết. Trời ơi, hả, mày cuốn đi đâu, hả, coi chừng tao cuốn gọi mày luôn nha mày. Trời ơi, năng hiếp cháu tôi kìa. Dân, dạ thưa bà. Dân cái gì mà dân, dạ. hả, ai kêu réo gì mà mày dân, hả, mày dân cái gì, hả, mày dân mâm ngũ quả cho bà cố nội mày, hả. Hả? Tao nói cho mày biết nha. Tao ghét nhất là MC mở miệng ra cái dân. MC lễ phép không có lý do. Lễ phép một cách thừa thải. Dạ bà ơi, ý con nói là phần thi của tối đêm nay. Mày nín mày. Tối có nghĩa là đêm rồi mày hiểu không? Mày chỉ cần nói tối nay hoặc đêm nay được rồi. Mày nói chỉ tối đêm nay chứ dư hả mày. Dạ bà ơi, không phải, ý con nói là phần thi của Tấn Phát đã hoàn thành xong. Mày nín, bộ mày không nói dư chữ mày chết hả? Hoàn thành có nghĩa là xong rồi, mày hiểu chưa con hả? Bộ mày sợ thiên hạ, người ta nói mày MC mà ít chữ nghĩa, cho nên có bao nhiêu từ mày gom vô một câu cho nó phong phú á mày. Phong bà nội tao nè. Mày là phong xù, phong giật, phong đòn gánh đó mày. Mày MC tên gì? Dạ con tên Trung Nghĩa. Xin lỗi mày nha, Đại Nghĩa nó còn chưa nổi tiếng bao giờ mới tới Trung Nghĩa. Mơ mộng, Hảo Quyền, Hư Cấu, Biến Mày. Bà ơi, hai con này là ai đây? Bạn con. Bạn kệ bạn, tao sẵn tao dọn mỏ, tao chửi luôn mày. Đi hết cho tao. Đi chơi. Rồi tôi nghe bà
bạn nghe, ơi tôi nói cho tất cả các con người ở khu vực này nghe, đụng tay thì được, đụng tới cháu tôi hả, tôi sanh tử. Và kể từ đó nội tôi trở thành gương mặt thương hiệu của ngành chửi. Hàng năm quý anh chị em cô bác nào muốn chửi hay chửi giỏi cứ đến đây thắp nhang trước vong linh của nội tôi để xin lộc chửi. Đó, nhiệm màu ghê chưa. Ê, nói làm như có ai mới quẹt mỏ nội đó. Trời ơi, nó quẹt tái mét cái mỏ luôn rồi kìa. Cái gì tái mét cái mỏ của nội? Trời rồi hả? Thương, không sao đâu, con có cái này cho nội nè. Cái gì vậy? Đợi con xíu. Cái gì? Nội đâu? Nè. Cái gì vậy? Cái son á. Cho nội hả? Cho nội nè. Thôi mẹ ơi, tự nhiên già mà quánh son ghê. Ủa nội. Vậy là nội không có nghe chị Bơ Lan chị nói rồi. Nói cái gì? Là con gái phải biết tô son nha nội nha. Đó, phải học hỏi với chị Bơ Lan biết không? Thôi, không có quánh son đâu. Quánh son già mà ghê lắm mà. Không thích đúng không? Thôi coi đem trả nha. Ê, cái son nó màu gì vậy? Ủa, không thích mà. Hỏi cho biết thôi. Nó màu mùi mận chín đó nội. Màu mận chín hả? Màu mận chín. Trời ơi, quánh cái son vô xong cái môi của nội như trái mận, thế nào ra đường cũng có trai theo đầu trắng một miếng. Ai mà gan vậy nội? Giờ không thích đúng không? Thôi đem trả. Ê, cái son nó có mùi gì vậy? Mùi sầu riêng á. Trời ơi, son mà có mùi đồ ăn hả trời? Trời, bây giờ là hot bây giờ nghe nội. Bữa con ra con lửa nó giục một đống vậy nè. Có mùi kho quẹt, bún đậu mắm tôm, bún mắm nữa nội. Hai, ghê quá. Đừng có tặng cho nội cái son mùi bún mắm nha. Ủa sao vậy? Chị Nhiên quánh cái son nó xong ra đường nó kêu ý bà già miệng thúi. Ê, miệng thúi, không thích con đem trả nha. Ê khoan, bị gì lâu rồi nội không có ăn sầu riêng. Chào miếng nè. Ngồi xuống đi con quánh cho nội. Ngồi xuống đây cho nội. Ê, trời ơi. Cái gì vậy? Nội ơi. Bà cháu mỗi lần ngồi xuống là như chưa bập bên vậy. Nội trấn cái bập bên là giùm con đi nội. Rồi, nè. Môi đẹp đâu. Nè. Ai. Còn quýnh cho nội là đẹp xuất sắc luôn. Được không? Được cái con mà. Trời ơi, thấy vậy chứ thiếu khiếu thẩm mỹ. Trời ơi, gãy luôn cây son rồi nè. Đẹp chưa? Trời ơi, xuất sắc nội ơi. Đẹp quá luôn nội ơi. Cái vòng là tôi xong biết xong, còn tôi biết gặp nó xong, nó xong. Nội, mình quýnh son chứ mình không có khớp mỏ nội. Không phải, quýnh son mình nói chuyện lớn nó lem son. Đâu có, nó lem sẵn rồi. Không, đẹp sẵn rồi. Bây giờ nói chuyện bình thường, 2, 3. Trời ơi, tự nhiên quýnh son xong cái nội muốn hát. Hát bài gì? Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đời trời. Vậy mà không trang điểm đó hả? Bây giờ tưởng tượng nha, ông nội mà còn sống gặp nội thế nào, ông nội cũng rất là hãnh diện, thậm chí là kiêu ngạo gì nội. Trời ơi, hèn chi ông nội bỏ bà nội đi sớm. Hả? Không, ý con nói ông nội mà có đây á, là ông nội sẽ khen bà nội là người phụ nữ có bờ môi quả cảm á. Quỷ này ghẹo nói hoài ha. Dạ. Ê, nói nghe nè con. Dạ. Bây giờ tụi nó đi hết trơn, trời đâu mà ai trơn á. Sao có hai bà cháu mình đây không mấy, hát cho nội nghe đi. Trời ơi, hát hả? Hát cho ai thì con còn suy nghĩ chứ hát cho nội thì hát tới tối luôn. Hát cho nội. Nội muốn nghe bài gì? Cái bài mà Du Dương buổi tối nội hay hát á. À, cuốn yêu. Lạnh bên trong sân trái đua trái phiên âu lo. Luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đợt chân thon thon của nếu mang tên Bobby. Yeah. Khi tôi 20 ngất ngơ bạn bè quanh tôi. Đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi. Có những ước muốn khát khao trong tim thế nào. Mấy anh chị, mai mốt em làm ca sĩ rồi con. Bậm vậy nghĩ sao làm trời, ca sĩ vậy trời. Ê mày, mày nghĩ sao mày? Người ta vô coi ca sĩ không quẹo nên người ta vô người ta coi heo. Ê mày, bùn mập ăn hết củi dòng họ nhà mày á mày. Vô duyên. Trời ơi, khó khăn lắm cháu, tao nó dám mạnh dạn hát trước mặt bao nhiêu người, làm cục hứng à. Thôi mà nội, thôi đi, con nuốt giận nội. Sao mà thôi được con? Trời ơi, con là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay nội nuôi nấng chăm sóc tới ngày hôm nay. Đứa nào mà đụng tới con ha, là nội giết nó liền á. Thôi mà nội. Nói cái gì mà vui quá vậy? Gì vậy? Hay trời ơi. Nói kéo đi một con. Mọi người thấy tôi ra có hề hước không nào? Các bạn bên tay phải ơi, các bạn bên tay trái ơi, các bạn ở trên lầu ơi, các bạn ngoài phòng giữ xe ơi, không ai ơi. Trời ơi, fan hâm mộ hả? Trời, ca sĩ về làng mà sao không giở tay giở chân gì lên đi nào? Cổ vũ lên nào. Vô
giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào, tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải, 2 3 rẽ hốt hàng. Lên chùa, lên chùa bè một canh sen, ăn cơm bành đè đi cấy sáng trăng, 3 4 cô có hẹn cùng trăng, có hẹn cùng trăng. Hết điều quá kìa. Giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào, tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải, 2 3 rẽ. Ê, ai dựa mày vậy? Ê mày, tao vuốt láng o mày chưa vừa lòng mày nữa hả? Ê con. Dạ dạ. Cái thằng đàn ông nào cái mặt thừa mứa mà cái duyên hạn hẹp vậy? Trời ơi, nội không nhớ ai hả nội? Ai? Trời ơi, cái anh này là ai mặt lạ quắc vậy nội? Nói cái gì mà hài quá vậy? Hài em mới nói với anh. Trời ơi, không nhớ tao hả? Anh Kim. Phát. Trời ơi, lâu quá không gặp. Trời ơi, mập quá, mập quá vậy. Dạ, ê dạ. Phát ơi, lâu ngày gặp lại, mày giả bộ, mày hỏi tao làm nghề gì đi. Ủa anh Kim giờ làm gì vậy anh? Thật ra thì tao... gì vậy con? Muốn lũng sân khấu luôn. Anh giật cô hồn đó nội. À. Giật cô hồn là mày giật đó. Ai biết tưởng tháng 7 anh kiếm thêm. Sao mày nín đi? Hỏi lại nè, tao làm nghề gì? Dạ, dạ anh làm gì vậy anh Kim? Thật ra... Gì đó vậy con? Nó giật hụi đó nội. À. Giật hụi là bà cháu mày giật đó. Ai biết đâu, diễn tả quá, làm cái gì nói đại đi. Dường như cái chương trình mà đuổi hình bắt chữ nó không thích hợp với tình huống này lắm. Bây giờ tôi dùng công tác hình thể để diễn nha. Rồi. Thật ra thì ở dưới quê đó, rồi là Sài Gòn. Mà trời ơi, không biết con mẹ giờ trời có được cái nhà. Mưa gió bao buông cái chai mà làm đây. Cái lầm mấy chai mà nào làm như vậy. Cái này tâm buồn đến nà này. Rồi sao phải làm thật luôn ra luôn. Cả một tuần tuần. Vút, vót, tuần tuần tuần. Ê con ơi. Trời ơi. Nó thương quá. Nội hiểu gì không nội? Nó diễn tả cái gì mà dung tục vậy? Trời ơi, đây nè, đây con giải thích cho nội. Tức là ngày xưa đó, anh mới lên Sài Gòn, cù bơ cù bớt là không có ai lo cho ảnh. Xong cái có cái người đó đó, đem về cu mang, hai người sống chung với nhau đến khi ảnh bụng mang dạ chữa. Rồi người ta quất ngựa truy phong. Trời em ơi. Đang thi đó anh à. 9 tháng 10 ngày sau, ảnh đẻ ra thằng nhỏ, cái đầu đỏ đỏ, cái vàng kè. Mà ảnh đâu có sữa đâu cho nó bú. Thế là ảnh ẩm đứa nhỏ, ai ai cũng tụt qua anh. Anh làm điểm liệu à. Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì mày ghẹo cháu tao cho mở nó tràn nó vậy? Trời ơi! Nội, nội bằng mua cái quần giùm con cái nội. Không có sao đâu con. Dạ con kể tiếp nha nội. Ừ, sao nữa con? Đó, là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ. Ừ. Nó chạy một mình trong đêm mưa gió vậy nè. Ừ. Anh quyết định để trước nhà con Bạch Tuyết. À, trời. Mà xui. Bữa đó con Bạch Tuyết này hẹn với 7 chú lùng bắt xe lên Sài Gòn quýnh ghen con lộ lem. Trời ơi! Đó, thế là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ chạy một mình trong đêm mưa gió để trước giường của công chúa ngủ trong rừng. Hả? Con quỷ đó nó lo ngủ không, nó không đếm xỉa gì tới đứa nhỏ. Thế là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ, đặt lên bè, thả trôi sông, phụn, phụn, phụn. Là cái gì? Tạt nước đó nội. Chiếc bè trôi tới Thái Lan. Lúc đó Thạch Sanh và Lý Thông đang chơi tát nước ở Bắc Thái Gia. Ali bong xe, cái ly lên đào. Trời, con cái nhà ai mà xinh dữ vậy? Thế là họ quyết định bồng về nuôi. Và kể từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Happy ending. Ê con Thông dịch viên bị điên. Dạ. Cái câu chuyện nó nhạt nhẽo, nó bình thường, nó đơn điệu ghê lắm mà vô cái miệng mày trời nó đậm đà dễ sợ. Đến thi kịch cùng Bolero hả con? Dạ. Em nói vậy cho nó đặc sắc đó anh. Trời ơi sai rồi ba ơi, con nói là ngày xưa con dưới quê, chân con bị phèn không mà bụng mỡ làm ca sĩ đâu có ai chịu đâu. Cái một đêm mưa gió cái chạy ba la tông ở Sài Gòn hiểu không? Mưa gió pa 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 vậy đó. Một ngày nọ đóng mỡ bụng tan biến, bỏ cái thao tụn 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 là tạm biệt mỡ bụng nó má. Ủa là cái thao mỡ đó hả? Thao mỡ. Trời ơi diễn quá ai biết đâu. Ê ê ê, nói vậy bây giờ con là ca sĩ hả? Tôi là ca sĩ. Ê, dạ. Nghe nè, sao không bao giờ nội thấy nó lên TV nè? Cái này con biết nè, người ta là ca sĩ, người ta hát ở phòng trà. Ừ. Còn ảnh là ca sĩ, anh hát ở phòng tạ. À. Tất cả single mới đúng không? Cậu sao biết? Em biết mà, em có theo dõi mà. Single cho em tập tạ thêm chút nữa. À. Có thêm một bài nữa. Bài gì vậy anh? Cô gái cơ bắp hái bắp té sắp mặt luôn. À. À. Bài đó mình anh biết đó. Trời ơi. Chào quý khách. Ai nữa vậy? Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô Hương Hồn của chúng tôi. Nè nè nè. Ai có giọng hát hay? À, nam nghệ sĩ, à không. Nữ, à không, nam nữ nghệ sĩ. À, dạ đang nói chuyện cho 5 phút thôi, nói chuyện xong rồi nói tiếp nha. Nam nữ mày phân biệt không được mà xin xỏ gì mày. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất đoàn lô tô. Nè, 5 phút thôi, nói chuyện 5 phút là xong liền nè. Cuộc đời tao không liên quan tới mày, không cho. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất đoàn lô tô hương hồn. Chúng em xin tuyển chọn nhai giọng hát hay. Hãy đến đây cho nói.
Trời dạ. Đất ơi, tôi tưởng sớm mình có ai chết mướn bd về hát thì gớm không? Trời đâu có, sớm em bà nội em là già nhất, bà nội em chưa chết, ai dám chết trước. Ê mà dạ. Con ơi, làm như nó sắp chết rồi đó, bây giờ thấy nó bắt đầu nó bắt chuồn chuồn rồi kìa. Dạ để con, gắn vô là nó nói điệt luôn đó, gắn vô. Rồi nói nè. Nè nè, gắn nói nè, gắn. Nè nè, gắn nói nè, gắn vô rồi má. Cho vừa lòng mày. Mày nghĩ mày đứng sau lưng mày tháo mít là tao không nói được hả? Nói được hết chứ mày. Mày nhìn đi, hôm nay tao bận áo hình trái gì? Trái me. Trái thơm hả? Tao có trăm con mắt tao nhìn được hết chứ mày. Xe ra. Còn mày dạ. Ai thuê ai mướn ai cho phép mà hát hay dữ vậy? Trời con tin là nó khen con luôn đó. Ê khen làm gì nhăn thịt cháo tôi vậy? Trời đất ơi, ủa ai mà như Annabelle vậy? Bà nội tôi đó trời. Ủa nội, trời ơi nội dễ thương quá nội. Thích đến son phải không? Cái son màu mới nữa. Cho em cây nữa. Mày về nhà tự mua đi mày. Dạ. Nè. Dạ. Biết hát phải không? Dạ, em hát được. Em thích chuối tay chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Bánh nè, 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 bánh nè, bánh nè, bánh nè, bánh nè, bánh nè. Anh lấy chuối giết không có luôn đi con điên vậy đó. Trời đất ơi. Nè. Dạ. Biết nhảy phải không? Dạ em biết. Em nhảy được. Ô ba cắn năm sai. Ốp, 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 ốp. Vô quán ba nhảy lò cò trong đó đi ba. Nè, dạ. Nhìn em rất là có tố chất dạ. Em có tố chất luôn, quá chất em đầy tố. Nhưng anh chắc làm đầy mặt anh đó. Tao nói nguyên cái chợ Kim Biên quá chất giữa lòng Sài Gòn là anh đó. Nghiệp quá nặng. Trời ơi, cái gì vậy, người ta đang nói chuyện mà lanh lanh cái miệng anh à. Nè, anh nhảy vô đây anh ngồi luôn đi. Khui ra chia cho mang nhục. Dạ. Nè, nhìn em rất là có tố chất dạ. Đi qua bên đoàn anh thử giọng đi. Làm dạ. Được lương cao lắm đó. Lương cao lắm đó anh. Ừ, nhớ nhà nhớ qua thử giọng nghe, trời dễ thương quá. Cho em thử giọng với. Ủa đi đâu vậy? Đi luôn á. Em sắp nổi tiếng rồi, nhất định sẽ nổi tiếng. Ô bà cắn năm sai. Vô. Con ơi con ơi con ơi. Cơ hội tới này kìa con ơi. Cơ hội là... vậy? Cái gì với Annabelle vậy trời? Nó cho người cái son. Trời ơi, giờ, nội nãy người ta nói là đi tuyển gì đó. Đi tuyển làm ca sĩ đi con, mày đi con, đi. Thôi con vậy sao đi? Sao không được? Thôi, con nghĩ kỹ rồi, con không làm ca sĩ đâu. Con mà làm ca sĩ lỡ con nổi tiếng rồi ai nhà lo cho nội đúng không? Tụi tao lo. Ai mà ghen quá vậy? Ba hai 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 ba hai. Sao kêu tên tôi chiều mến vậy? Đòi nợ, đòi nợ, đòi nợ gì vậy? Đòi nợ. Ai thiếu nợ mà đòi? Ba nội mày. Ủa nội thiếu tiền người ta hả? Bao nhiêu lận? 10 triệu. Trời ơi, có 10 triệu thôi mà làm gì quá vậy? Có tiền trả không? Dạ không. Không có tiền trả mà hả? Anh hùng vậy đó hả? Đi đi, tụi mày, dạ. Phá nhà. Dạ. Ê, đừng dạ. Mà. Dạ. Ê, đừng làm gì phá vậy? Nhà thôi mà. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đừng phá nhà. Đừng mà, trời, tôi đang nghĩ mấy người. Ở đây không phải là nhà của tôi đâu. Ủa, không phải nhà hả? Dừng lại. Bây giờ sao? Bây giờ có tiền trả cho tôi không? Con ơi, chết dạ. Con không có được con ơi. Bây giờ mày phải qua bên kia mày thử mày làm ca sĩ mày hát đi con. Chứ nó không cái đám này, nó xiết đồ, xiết nhà, nó bắt đi nội đó, nó bắt nội đó. À, thì ra là có cách phải không? Có cách thì phải đi hát kiếm tiền trả tiền cho tao. Còn không hả, là tao bắt bà nội mày đi, tụi bay, dạ. Cuốn bà đi. Dạ. Ê, cái gì vậy? Nè, làm vậy? Đừng mà. Nè, đứng lại. Đi đâu vậy? Nè, đi đâu vậy? Nè, trời ơi. Bà ra đi, đi bà nội tôi. One, two, three. Anh Dương Lâm đây, một con người nhìn qua rất hài. Bề ngoài to con, hơi đẹp trai, bờ vai rộng lớn. Ngày xưa chẳng ai biết phận tài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm diễn hài mau chạy đi thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dương Lâm diễn hài, chạy đi thôi. Trời ơi, trời ơi. Diễn hài vui quá. Anh Dương Lâm diễn hài duyên dáng mà xong người chạy hết rồi. Ừ. Duyên bà nội tao chứ duyên. Ai sanh ai đẻ mà hát không hay diễn không duyên vậy? Trời đất ơi, đi về. Được rồi, một ngày em mà nổi tiếng em sẽ trả thù. Em kinh kẹt. Trời đất ơi. Ôi. Mời thí sinh tiếp theo. Mày nữa hả? Không, em là con khác. Mày là ai? Anh Dương Lâm Vĩnh Long đã chinh phục ước mơ. Mày về rồi. Vĩnh Long mày hát đi. Anh Dương Lâm Trà Vinh đã... Đi về. Anh Dương Lâm Spy Sóc Trăng đã chinh phục. Mày làm gì trời? Trời đất ơi, có bài hát nó hát 10 lần như một. Chỉ thay đổi địa điểm nè.
Trời ơi, thằng này 18 lần rồi, từ sáng tới giờ thiên biến dạng quá. Không chừng bây giờ nó vô đội bộ tóc bạc nha. Nó kêu nội nè con. Nội nè con. Mày nữa hả? Trời đất. Ờ, nhưng mà bây giờ có đầu tư nhiều hơn được rồi đó. Cái gì bà nội nè? Nội nào? Trời ơi, bà nội Annabelle, Annabelle. Nội Annabelle. Ừ, nãy mình cho cái son nhớ không? Nhớ, nhớ rồi, vô đây hát rồi. Không có phải, không có phải con ơi. Gì vậy? Không có phải nội hát đâu con ơi. Vô, 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 mày. Vô. Nè, vô hát bài hay. Vô, vô, vô hát. Vô, vô, vô. Nội, nội có sao không? Bắt bà hai qua đây. Dạ. Ai, con ơi, con ơi. Nè, mày mà không hát ha, tao sẽ hút cốt bà nội mày, tao nấu cao. Nhắc bà. Dạ. Nè, nè, nội. Hát chưa? Chưa hát. Hát chưa? Hát đi. Con ơi, chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Trời ơi, rồi có sao? Nói rồi. Trời ơi, hay quá, hay quá. Nè, bây giờ không tuyển chọn, không cắt tới gì nữa hết. Em vào bên trong ký hợp đồng làm ca sĩ chính luôn. Đi, theo anh. Dạ, dạ, em không có đi đâu anh. Rồi mình về nội ơi. Cái gì mà về con ơi, tại sao vậy con? Cơ hội tới với mày rồi, bây giờ tại sao mày đi về? Trời ơi, con không có làm ca sĩ được đâu nội. Được mà con làm được mà. Con... mày làm được. Trời ơi, mày hát hay mà, sao mày không hát? Trong khi đó, tao hát như ma. Mày vẫn xông pha làm single. Mày phải hát đi. Đâu phải là tao khùng, tao điên mà tao từ bên cồn tao qua đây đâu. Thôi thôi thôi. Với ai cứ để con nói. Thôi. Tất cả là gì nội mày. Dựng kịch bản ra mướn tụi tao qua đây đó. Thôi. Nếu mày không làm là thà mày phụ lòng bà nội mày rồi. Anh nói vậy là sao? Thằng Lâm nó nói đúng đó. Tao tức quá. Bà hai qua đây để con nói. À, gì vậy? Số tiền của dì vậy? Để con làm từ từ con trả cho dì nha. Không có nợ nần gì hết. Dì là dì tám má thằng gián ép nè. Đó dì hai á là bà nội con á. Nhờ mà. Dì qua đây giả bộ đòi nợ để làm động lực cho con đủ can đảm một bước lên sân khấu. Con làm như vậy là phụ lòng bà nội con rồi. Thôi mà, quá. Thôi mà hai ơi. Tức quá mà. Nội. Có tài năng. Nhưng mà lúc nào con cũng mặc cảm, con tự ti về cái ngoại hình của mình. Nội muốn một lần, chỉ một lần thôi con gạt bỏ hết tất cả những cái điều đó. Con bước lên sân khấu, con thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà có lẽ nội đã sai rồi. Thôi, kể từ bây giờ nội không có bắt ép con làm một cái gì nữa hết á. Con muốn sao cũng được. Dì hai, con có làm sao thì vẫn là cháu của nội. Bà hai, dì hai ơi, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã vì tôi làm những cái chuyện này. Không có sao đâu, tôi không có sao hết á. Mọi người đừng có nhìn tôi thương cảm gì hết, nghe. Bà hai ơi, tôi không sao thiệt mà, không sao. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày như con đường nổi lên. Nội ơi, con bị lỗi của con rồi. Nội đã lỗi cho con nha nội. Nội đừng có giận con nha. Nghe nội. Nội mày có bà nội thật là tuyệt vời. Trời ơi, mày có giọng hát mà, lo gì? Bây giờ tự ti về ngoại hình, chuyện nó đơn giản thôi. Nè, bây giờ anh nói em nghe. Anh nhận em vào đoàn. Cái gì? Anh nhận em vào đoàn? Ừ. Nhận một người mập như em vào đoàn? Ừ. Nội ơi. Con người. Con người ta nhận con kìa nội. Nè, tự ti về ngoại hình đúng không? Dạ. Đừng có lo. Nè. Dạ. Có việc cho mày làm rồi đó. Việc gì? PT huấn luyện cho em nó đi. Yeah, đã có anh trong đời, em sợ chi gió lạnh mùa đông. Một tháng thôi em thành Mr. Sixpack. Theo anh. Cảm ơn. Cảm ơn.
ơn, cảm ơn, cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn mọi người. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Và phép màu sẽ đến với những ai dám ước mơ, dám thực hiện bằng chính sức lực của mình. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Ngày xưa tôi chỉ rao loa, ngày nay tôi vẫn rao loa như thường. Còn bộ ba quyền lực vẫn xấu như xưa. Còn nội sao con? Đã già hơn trước. Tất cả mọi người đều không thay đổi nhiều, duy chỉ có một người đã thay đổi hoàn toàn. Đó chính là nam ca sĩ Tấn Phát. Mọi người ơi, giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào. Tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải. 2, 3, Tấn Phát, Tấn Phát, Tấn Phát. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Cảm ơn tiết mục của diễn của thí sinh Võ Tấn Phát. Cảm ơn cố vấn đạo diễn Diệp Tiên và cố vấn Huỳnh Lập. Cảm ơn diễn viên hỗ trợ nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, Dương Thanh Vàng, Hữu Đằng, Thượng Bảo Châu, Tất Diệu Hằng, Quỳnh Lý và vũ đoàn Việt Hải. Một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh Tấn Phát ạ. Xin cảm ơn những nghệ sĩ rất nhiều ạ. Tấn Phát à, anh thấy em hôm nay như là một ngôi sao luôn. Quá đã. Dạ, xin mời những ý kiến đến từ nghệ sĩ Việt Hương ạ. Tôi trong lúc tôi xem thì tôi kiềm chế cảm xúc và tôi quay qua tôi thấy anh Hải, vì hai đứa tôi đã nắm tay nhau và hôm nay sẽ cố gắng kiểu như là kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng mà cuối cùng thì anh Hải cũng đã rưng rưng nước mắt rồi. Dạ, Việt Hương nghĩ trước tiên lại một lần nữa tôi xin cảm ơn cái dàn nghệ sĩ hùng hậu đã hỗ trợ cho bạn. Từ đó tới giờ Việt Hương có biệt danh là ai đụng tới con thì Việt Hương sẽ chửi khủng khiếp như vậy. Và bây giờ hôm nay Hương đã đụng Đại Nghĩa, bà nội. Và chửi quá, chửi hú hồn, chửi hơn Hương luôn rồi. Và hôm nay lại có Dương Thanh Vàng, Lê Dương Bảo Lâm, các bạn hỗ trợ cho bạn. Giống như là Tuấn Anh, tôi nghĩ là các bạn tập luyện rất nhiều mới có sự khớp lời. Mà kể như hình thể, kể như Lâm, kể như hôm nay là bung xỏa cho em luôn. Cảm ơn cái dàn hỗ trợ cho bạn rất nhiều đó Phát. Nếu như mà hôm đêm nay em thành công, hôm nay chị rất bất ngờ, tại vì chị đi theo suốt với tụi em từ đầu tới bây giờ. Hôm nay em hát live rất là hay và mệt lắm với cái bận đồ như vậy, nhảy tung tăng như vậy mà hát rất là tình cảm, cảm xúc đông đầy để đủ dẫn đến cái khúc mà ôm bà nội, thì em hát live rất là hay. Cảm ơn cả ekip để ủng hộ em và tiết mục của em hôm nay rất xuất sắc. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Việt Hương và xin mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. À, một lần nữa xin được cảm ơn Tấn Phát, cảm ơn tất cả những người bạn đã trợ diễn cùng với Tấn Phát. À, phải nói ngay từ đầu, tức là cái tình huống, cái dự kiến, cái gọi là cái giả thiết bạn đưa ra do cái thân hình béo mập ấy, nó làm cho cái cậu bé đấy không tự tin ấy, thì cái giả thiết đấy cũng chưa phải là một giả thiết nó mang tính thuyết phục được đâu. Bởi vì nó còn có rất nhiều cái lý do khác để mà người ta có thể vào nghề hoặc không vào nghề. Chứ bạn thấy trong thực tế trong nghề của chúng mình có những người rất là to, rất là mập, nhưng người ta vẫn làm nghề mà. Cái đó nó chưa phải là một cái gì ghê gớm lắm để mà làm cho cậu bé bị thiếu tự tin. À, nhưng mà thôi, ta bỏ qua chuyện đó, cái đó không quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ là bạn cũng đưa ra được cái thông điệp rất là rõ ràng, rất là hay. Và cái tiết mục của bạn đã thỏa mãn được phần nghe, phần nhìn của khán giả. Bên cạnh đấy là bạn diễn xuất rất là giỏi đấy. Bạn được thể hiện được nhiều cái sắc màu khác nhau, nhiều tâm trạng khác nhau. Đấy là rất là chuyên nghiệp. Bên cạnh đấy thì cái tiết mục của bạn có rất nhiều cơ hội để cho các nghệ sĩ khác nổi loạn,
Thí dụ như Đại Nghĩa thì hôm nay thì tôi thật sự tôi cười từ đầu đến cuối với Đại Nghĩa. Hoặc là Bảo Lâm nữa, điên khùng một cách như là ngoài sự tưởng tượng. Và kể cả chị Phượng một tí thôi cũng rất là hay. Em xin thêm chút xíu này nữa, một cái khen nữa là tiếng nói sân khấu của em quá tốt Phát. Tiếng nói sân khấu rất chuẩn, rất tốt. Đúng rồi. Cái phần kết thì rất là ấn tượng. Tuy nhiên phần kết hơi bị thừa một chút xíu, một tí tí thôi. Nó chỉ dừng lại ở cái chỗ mà hai bà cháu gục vào vai nhau và cậu MC dẫn lời kết xoay ra, đó là đã thành danh, là một nghệ sĩ nổi tiếng, thì một ngôi sao. Ngắn gọn mà thì nó sẽ sắc nét hơn. Túm lại là một cái tiết mục đã thuyết phục được tôi, và tôi nghĩ rằng quý vị khán giả ở đây cũng sẽ rất là ủng hộ bà Tân Phát, có đúng thế không ạ? Và một lần nữa xin chúc mừng bạn, cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ hai vị ban giám khảo.